Cũng là rồi, phân biệt hàng thật hàng giả sao mà nó khó. Trong cái khó có Tiki, cam kết chính hãng 100%. Tiki 12 tháng 12, sale note chốt nằm, đặt Tiki ngay. Cố chị săn sale sao mà nó khó. Trong cái khó có Tiki, sale sập sàn đến 100%, săn cực dễ. Tiki 12 tháng 12, sale note chốt nằm, đặt Tiki ngay. Sắm gì cứ Tiki, luôn chính hãng và giao nhanh, đặt Tiki ngay. Ở tập trước, sự xuất hiện của giám khảo khách mời, nhà sản xuất phim, diễn viên Anh Dũng đã mang đến một lớp học vô cùng thú vị với kỹ năng diễn xuất. Ngay sau đó, thử thách quay viral clip cho nhãn hàng Tiki đã khiến tất cả huấn luyện viên và top 8 thí sinh cùng chung cảm xúc. Sao mà nó khó? Chân dài để làm gì? Chân dài để chạy. Nhanh em ơi, đứng lại. Trường báo thức. Nhờ thuyết phục thành công vị giám khảo khách mời, Hờ Vi và Y Hạ đã đem lại chiến thắng đầu tiên cho đội huấn luyện viên Lương Thùy Linh, đồng thời bảo toàn cả hai thành viên đến với thử thách tiếp theo. Với việc nắm giữ quyền loại trong tay, huấn luyện viên Lương Thùy Linh đã khiến thế trận cuộc chơi trở về thế cân bằng với việc loại hai thí sinh đến từ đội huấn luyện viên Hờ Henie là Kiều Diễm và Minh Châu. Trong tập tiếp theo, cảm xúc sẽ được đẩy lên đỉnh điểm với sự quay trở lại bất ngờ của giám khảo khách mời siêu mẫu Vũ Thu Phương. Top 6 thí sinh xuất sắc nhất của The Next Phase Việt Nam 2021 sẽ đến với thử thách khó khăn cuối cùng trước đêm chung kết. Quét sạch sàn disco nha chị. Quay tâm bừng lên luôn, quay đục nước luôn. Chị Vũ Thu Phương nhập cho mẹ. Ủa trời ơi. Không sao hết. Đã là thượng rồi. Từ từ, bình tĩnh. Team nào sẽ giành được chiến thắng quan trọng và đưa cả hai thí sinh đến thẳng với đêm chung kết? Team nào sẽ ra về trắng tay? Và thế trận cuộc chơi sẽ thay đổi như thế nào? Hãy đón xem trong tập tối nay! Chị chúc mừng team! Quán quân của The Next Phase Việt Nam 2021 sẽ nhận được những giải thưởng có giá trị như sau: 100 triệu đồng tiền mặt và 3 năm sử dụng miễn phí gói Tiki Now do nhanh 2 giờ đến từ Tiki. Cơ hội mở màn cho tuần lễ thời trang chuyên nghiệp và đẳng cấp hàng đầu Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week. Một hợp đồng làm việc với công ty quản lý và đào tạo người mẫu hàng đầu Việt Nam BU Models. Một khóa học đến từ Học viện Đào tạo Người mẫu BU Academy. Một khóa học xây dựng và định hình phong cách cá nhân đến từ Image Code. Và rất nhiều giải thưởng có giá trị khác. Hãy đón xem The Next Phase Việt Nam để trở thành những khán giả đầu tiên được trải nghiệm Messenger Box trên Facebook và nhận được hàng ngàn voucher giá trị đến từ Tiki. Đừng quên comment ngay bộ hashtag của chương trình để nhận được coupon 30.000 đồng đến từ Tiki trong thời gian livestream các tập phát sóng. Các khán giả tham gia dự đoán quán quân The Next Phase Việt Nam 2021 sẽ có cơ hội nhận được những coupon giá trị đến từ công ty cổ phần Tiki, bao gồm hàng ngàn coupon 100.000 đồng cho đơn hàng bất kỳ trên Tiki, không giới hạn giá trị đơn hàng, ngành hàng. Đặc biệt, một khán giả may mắn có dự đoán chính xác sẽ nhận được coupon trị giá 10 triệu đồng. Chọn một trong 3 cách sau để tham gia dự đoán. Cách 1, bình luận chữ bình chọn trên các bài viết của Facebook Fanpage The Next Phase Việt Nam. Cách 2, vào cửa sổ tin nhắn và nhấn bình chọn. Cách 3, quét mã QR code để đến mục dự đoán. Cổng dự đoán hàng tuần sẽ được mở vào cuối livestream mỗi tập đến 18 giờ chủ nhật tuần kế tiếp. Wow, hiện cảm thấy
rất là bất ngờ trước cái set quay ngày hôm nay. Mọi thứ rất là disco và mọi thứ rất là màu sắc. Wow, cái gì vậy? Để đưa họ quậy cho đã luôn. Xin chào ba vị huấn luyện viên xinh đẹp cùng top 6 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình The Next Phase Việt Nam năm 2021. Chào anh. Chào mừng các bạn đến với chặng đua cuối cùng của The Next Phase Việt Nam để tìm kiếm ra những gương mặt xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết của chương trình. Đối với tôi, cuộc đua của chúng ta càng ngày càng căng thẳng và vô cùng thú vị. Sau phần loại tập trước, hiện tại thí sinh của các đội đang cân bằng. Đấy chính là một quyết định vô cùng bất ngờ đến từ huấn luyện viên Lương Thủy Linh. Như là đội hình của ba team thì Linh nghĩ đây là một thế trận rất là cân bằng, như là trở lại từ những vòng đầu tiên vậy. Những thí sinh còn lại thì đều là những thí sinh xuất sắc nhất, những chiến binh mạnh mẽ nhất đã có thể trụ tới ngày hôm nay. Đội hình dường như đã có sự cân bằng trở lại, nhưng mà mình sẽ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để tuyển đội chị TD và chị Lương Thủy Linh ra chuồng gà. Và cũng chính vì lý do đó, ngày hôm nay chúng tôi đem đến một phần thử thách vô cùng thú vị. Các vị huấn luyện viên có thể đoán ra ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì không ạ? Nhảy disco ạ. Em thấy là mình sẽ party một bữa cuối cùng trước khi lên party. Với cảm hứng từ sự thoải mái bùng nổ của những thập niên 70-80 với tinh thần disco. Wow. Năng lượng của disco nó là một cái gì đó phóng khoáng, tự do, làm cho mình cảm giác mình phải tự do, trân trọng mình hơn. Mỗi lần mà gặp disco là kỷ niệm trường xưa với bao kỷ niệm ùa về. Thật sự, lần nào mà có disco là TD đều có cảm giác là mình quay lại với thời Next Top Model. Năm 2011 là cũng có một buổi chụp hình disco. Năm 2017, một buổi ghi hình one shot với lại disco. Và bây giờ, chủ đề disco. Chúng tôi sẽ đến với thử thách đầu tiên, đó chính là chụp hình medium shot và close up headshot dưới tiêu chí chụp hình bìa tạp chí. Thử thách cuối cùng vào chung kết, cuối cùng cũng đã trúng tủ của người mẹ này. Về với hành tinh mẹ là đúng rồi. Linh thì cũng là một người 3 năm hoạt động trong showbiz, đã thực hiện rất là nhiều shoot chụp hình rồi. Từ lookbook cho tới những shoot chụp hình thời trang, Linh mong là mình có thể truyền đạt những kinh nghiệm đó với các bạn. Mình nghĩ đây là thế mạnh của team mình. Mọi người phải nhớ là mẹ mình đã từng là nữ hoàng trang bì, cho nên là mình rất là tự tin về phần thi này. Cảm thấy mình rất tự tin về cái khả năng posing của mình, khả năng tạo dáng của mình, nên mình cảm thấy chẳng sợ ai. Chúng ta đã đến với thử thách để tìm kiếm The Next Vedette. Tiếp theo, chúng ta đến để tìm kiếm The Next Ambassador. Và bây giờ, trong thử thách ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm kiếm The Next Housing Queen hoặc Housing King. Em nghĩ là không cần tìm đâu, vì em chính là Housing Queen. Và với những tấm hình trong thử thách này, nó không chỉ đơn giản là những tấm hình đại diện cho các bạn, mà chúng tôi sẽ sử dụng tấm hình này như một hình thức vinh danh quán quân, người chiến thắng của The Next Phase Việt Nam năm 2021. Sẽ hơi khiêm tốn một tí khi mà mình không nghĩ là mình cái mô hình đẹp nhất, nhưng mà mình nghĩ mình sẽ là quán quân. Đây có thể là bức hình quán quân của mình. Mình sẽ posing những cái dáng mà sẽ không có ai nghĩ ra. Và không những các bạn sẽ chỉ chụp hình một mình, chúng tôi cần cả những tấm hình của các bạn chụp chung với vị huấn luyện viên của chính đội mình. Với thử thách này, mỗi thí sinh sẽ có 5 phút để thể hiện toàn bộ những khả năng của mình. Khi mà mình nghe chỉ có 5 phút thôi thì rất là căng thẳng, không biết là sẽ thực hiện như thế nào. Tại vì 5 phút là một cái thời gian nó quá ít. Đây chính là thử thách đầu tiên trong thử thách kép. Và là vị huấn luyện viên chiến thắng ở tập vừa rồi, chúng tôi cần biết thứ tự thi của các đội. Xin mời huấn luyện viên Lương Thủy Linh ạ. Dạ, em xin phép được chọn thứ tự đội thi là chị TD tới team chị Hen và tới team Lương Thủy Linh ạ. Về thứ tự thi thì Linh chọn team chị TD thi trước, vì Linh nhận thấy là hai bạn team chị TD thì có sức dẻo dai cũng như là thể lực rất là tốt. Sau đó thì đến team chị Hen, rồi cuối cùng là team Linh, tại vì thực sự là cũng có rất là thương hai bạn team Linh. Một bạn bé, rất là bé, và một bạn thì thực sự thể lực của bạn không có tốt, bạn rất là hay bị ngất xỉu. Và bây giờ mỗi đội sẽ có 30 phút để cùng chuẩn bị và lên ý tưởng cho concept chụp hình này.
bây giờ 30 phút bắt đầu. Chúc các bạn thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thể hiện của team huấn luyện viên TD. Và trong phần thể hiện này chúng ta sẽ cùng làm việc với nhiếp ảnh gia Eddie Lương. Xin mời thí sinh của đội huấn luyện viên TD ạ. Rồi, thí sinh đầu tiên, Thế Duy. Wow. Rồi, xin mời. Thập niên 70-80 là về chủ đề disco. Và chủ đề disco đã từng gây tranh cãi rất lớn trên thế giới. Cho nên mình cũng phải làm cái gì nó gây tranh cãi một chút xíu. Chân đâu, tay đâu, tất cả các kiểu mắt nha. Ở thử thách phụ chụp hình thì mới đầu vô, mẹ sẽ cho mình chút thời gian để tự cảm. Sau đó mẹ sẽ đứng ở ngoài góp ý và chỉnh sửa. Miệng đâu, cơ miệng đâu, để vậy, để vậy, thả như vậy, đúng rồi, miệng nè, ngạc nhiên. Cơ môi, cơ môi đâu, a i e đâu. Khi mà mình cứ một hở miệng thì nó sẽ là một màu, và ở đây bạn cần nhiều màu hơn như vậy, cho nên phải thay đổi liên tục cái cơ miệng. Nãy giờ con đứng thẳng với ống kính không mà con đứng cái tấm 45 độ cho mẹ coi coi. Đúng rồi. Cái gì vậy? Đi đường quyền hả? Có tiền không? Ây da. Thế Duy thì thực sự quá là ăn hình. Linh nghĩ là đèn và camera quá là yêu Thế Duy. Tất cả mọi chút hình Thế Duy lên đều rất là đẹp, rất là sáng. Và Thế Duy cũng biết tạo rất là nhiều dáng phá cách nữa. Quyến rũ đi, quyến rũ cái ống kính đi. Có đôi lúc mình hơi rối về chính ánh mắt của mình, nhưng mình cũng đã cố gắng kiểm soát và nghe theo chỉ đạo của mẹ. Chân như thế nào? Cho một chân lên. Đúng rồi, anh đếm nha. 1, 2, 3, đừng kéo ra quá, hở bên trong nha. Thế Duy không ngờ lại là một người con trai lấy lại được tất cả những sự tự tin mà Thế Duy bị mất từ trong những tập trước. 1, 2, 3. Căng thẳng, lỡ như mình làm không tốt thì sao? Lỡ như mình chụp không có hình đẹp thì sao? Lỡ như đội bạn thắng đội mình thì sao? Cái miệng, ngậm lại. Rồi. Okay. Cố lên. Khi mà mẹ vô set chụp chung với mình thì mình cảm thấy có một chút xíu áp lực, nhưng mà nó cũng là một đống động lực để làm tốt hơn, tại vì mẹ sẽ nâng mình được. 5 4 3 2 1. Chúng ta lên nhìn sáng sao bóng chúng. Trong cái thử thách lần này mình rất tự tin. Những đối thủ khác hả? Bỏ vô túi áo xóc cho lông não. Và xin mời thí sinh tiếp theo của đội huấn luyện viên TD ạ. Mẹ sẽ dắt tay con đi vô chụp bìa báo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi của thí sinh Xin Sa Phạm. Với cái thử thách cá nhân này thì chắc chắn sẽ có tính cạnh tranh trong team. Với lại mọi người nên nhớ là chức quán quân chỉ có một. Thì bây giờ team mình có 2 người, hay 3 người, hay 4 người thì mình phải cạnh tranh với chính bản thân mình, với chính mọi người trong team nữa. Xin Sa lên nha. Miệng con ngậm ngậm lại. Xin Sa, tất cả đều phải nhìn ống kính. Mẹ chỉ cho mình những cái tip như là để tay lên đầu, lên trán, vuốt, vuốt, vuốt rồi đưa vai, đánh vai. Nhưng mà đặc biệt là khi mà bạn chụp trang bìa thì mắt vẫn phải luôn hướng về camera. Cái tay này giống như bị gãy, để hẳn lên vậy. Đưa cái cục chỏ ra, đúng rồi. Quay mặt lên chút xíu. Mà con hướng nào đẹp, ánh sáng bên đây đúng không? Ánh sáng bên đây. Khi mình quan sát phần thi của Xin Sa thì mình cảm thấy hồi hộp thay luôn cả phần của bạn. Bởi vì Xin Sa vẫn chưa ý thức được ánh sáng đang đánh ở chỗ nào. Nhớ chưa, 45 độ nghiêng ngược lại. Đúng rồi. Xin Sa ơi, con buồn ngủ quá. Xin Sa chưa có thể hiện được cái thần của mình trong ánh mắt. Thứ qua TD rất là lo. Nhắm mắt lại. 1, 2. Ngậm miệng lại. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. 1, 2, 3. Mở mắt ra. Đúng rồi. Với cái tip mà mẹ chỉ là nhắm mắt lại xong mở mắt ra thì mình nghĩ là nó đã khắc phục khá là nhiều so với cái thời gian đầu tiên khi mà bước vào set. Căng thẳng đi. Nãy giờ close up. Xin Sa thì có lẽ là hơi tiếc một chút, tại vì mặc dù là Xin Sa có thể diễn cơ thể bên dưới, nhưng mà đôi khi trong một vài shoot hình thì
biểu cảm khuôn mặt và đặc biệt là đôi mắt của Shinza vẫn còn một chút khuyết điểm. Close up, đưa tay lên con. Như nào? Không, tay này bỏ xuống chống lên tại vì có cái nơ đang đẹp. Đúng rồi, đợi xíu. Đúng rồi, quyền lực lên. Mình bị gặp cái phải cái vấn đề về cái này. Có lẽ là do có mặt bên này cho nên là mình bị điền đánh và che mất. Nhắm mắt lại, mở mắt ra thiệt to. Mở ra. Ừ, sợ lắm. Em nghĩ chị đi đi hết, đang muốn sợ nữa. Bắt tay lên nè. Ừ, tay con để về hộp trống luôn cũng được. Đúng rồi, mình chỉ đưa hai cái này dính với nhau thôi. Nhưng mà mình phải thẳng lưng lên, đừng có ngửa ra. Tại vì mình đã là một thành viên trong team của một nữ hoàng trang bìa thì mình chắc chắn mình sẽ là posing queen. Nhắm mắt lại nha, đếm đi anh đi. 1 3 2 1 Hết giờ. Ok, mình đã làm hết khả năng của mình rồi thì bây giờ mình chỉ cần đợi giành chiến thắng thôi. Và chúng ta xin mời thí sinh của đội huấn luyện viên Hennie, Stephen và Thanh Tuyền ạ. Tuyền, em đứng đó. Rồi, Stephen sẽ thi trước. Nhớ cảm xúc nha. Disco là gì? Sự tự do, giải phóng. 5 phút của Stephen bắt đầu. Đừng có vung tay nhiều quá nha bác. Rồi, ok. Hen đã đổi một cái kiểu tóc hát cho Stephen. Khi mà đối với cái màu tóc đen làm Stephen trở nên kiểu nam tính hơn, với lại là thể hiện một phần nào đó người Việt Nam trong con người của Stephen. Những cái phô dáng đó là kiểu như mình học rồi mình tự nghĩ ra và mình cứ phô theo cái gì mình nghĩ và mình feel theo nhạc. Phong khoáng lên, cảm giác giống như là mình được giải phóng rồi đó. Mình nghĩ cái đó là kiểu như giải phóng cơ thể vậy, kiểu như la lên là kiểu như mình quyết liệt quá, cái mình đam mê, cái mình la lên vậy. Từ, sorry. Rồi, ok. Chụp bìa, ngoài cái việc mà bạn có một cái gương mặt rất đẹp thì bạn cần phải có nhiều cảm xúc hơn cả trong ánh mắt, cơ miệng. Thoải mái lên, ống kính này bé, đừng có nhìn vào bên đó nữa. Nhìn ống kính này nè, tập trung, mình chỉ có 5 phút thôi. Nhìn ống kính nè, không mất nè, cảm giác là mình giải phóng một cái sự tự do mới rồi á. Seven, đừng có nhắm mắt, đừng có làm đó nữa. Mình tập trung lắm nhưng mà không biết tại sao mình cứ bị nhắm mắt. Mình không làm chủ được mình luôn. Không có nhìn đó, nhìn vào ống kính chụp bìa mà bé yêu. Tứ lưu xu hết mình, kiểu như mình không có thể nào định vị được cái góc máy của mình. Và không có thể định vị cái ánh sáng của mình nên mình thích. Seven có vẻ hơi chưa nhìn vô ống kính nhiều. Chắc là tại vì thằng bé sợ. Stephen nhìn đâu cũng đẹp hết trơn. Stephen thì thực sự quá là đẹp trai. Stephen hét, Stephen nhanh, cũng thấy Stephen đẹp luôn. Đừng có bung với người quá. Ví dụ như em chọn một cái dáng như vậy này, thấy không? Stephen thì là một cái người mà có gương mặt rất là đẹp. Nhưng mà Hen lại muốn bạn Stephen phải có nhiều màu sắc hơn với thần thái, với ánh mắt, với cái cảm xúc của Stephen. Đó, cái tấm mà em đưa tay lên ok đó. Nhưng mà nhìn vào ống kính, nhìn ra ngoài nữa. Bình tĩnh. Đôi khi em căng thẳng, em quên đi cái điều mà mình đã học với nhau rồi. Thành ra là khi mà vào set, Hen đã rất là lớn tiếng để cho Stephen nhớ lại những cái gì mà chị Hen đã chỉ. Em phải làm những cái thật là bình tĩnh, đơn giản thôi. Đó là cái tấm hình bìa em mà overacting, không lấy được cái gì hết. Mình có hơi bị over một chút, tại vì hồi đó mình chưa chụp cái kiểu như là bìa tạp chí. Nè, bây giờ em làm một cái dáng đơn giản cho chị, đổi góc mặt thôi. Cái này làm bìa tạp chí nên chủ yếu là phải cận mặt và cận ở trên. Nhưng mà mình đổi dáng hơi bị nhanh và nhiều nên kiểu nó hơi bị rối. Rồi cho bé chị nè. Em uốn éo nhiều quá. Nhìn cái này. Khi mà chị Hen bước vào set chụp chung với mình là chụp đôi với chị Hen thì cái hồn mình chưa có trở về lại nữa. Khi chị Hen chỉ thì mình thấy thằng bé nó ok hơn, mạnh mẽ hơn. Cái giờ nó đang run lắm. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Dạ, cảm ơn ạ. Thật sự là mình đã nghĩ là mình sẽ làm một cái gì đó mọi người phải trầm trồ và mọi người phải bất ngờ về mình, nhưng mà lại ngược lại. Rồi, vô bé, nhớ nha. Chị đã chỉnh cái gì của Stephen, em phải nhớ nha. Và 5 phút. Đúng rồi.
dành cho Thanh Tuyền bắt đầu. Rồi, cuộc chơi nè, cô bé này chơi nè. Từ ngày casting mình có nói mình là cô gái 2000, nên khi mà nhận cái khách này đó phải lùi tới 2 thập niên tới hả 80, nên là mình cảm thấy hơi sợ. Trời ơi, cố gắng nghe nào. Này ví dụ như tay dáng chỉ có thể đưa lên như vậy thôi. Đừng có đưa ra ngay để là mình bị mất rồi nè. Lần đầu tiên mình đứng chụp hình mà rất là nhiều người xung quanh dòm thì mình khá là sợ. Ok. Vô. Nè, cảm giác vui vẻ hơn nè, mình đang đi disco tự do, cái sự tự do rồi bé ơi. Vô, đổi góc mặt nào. Mỗi lần mà kêu bật nhạc một cái là Hen lắc lư người. Hen rất là thích âm nhạc, Hen rất là thích cái gì đó nó chuyển động về hình thể của mình. Tại vì lúc đó là Hen có cảm giác là Hen được giải phóng. Ông kính bên này nè. Quyền ơi, em nghĩ gì trong đầu vậy? Dạ quậy. Quậy. Quậy đi, chưa có quậy ra. Tinh thần quậy đó có nghĩa là mình sẽ bung xõa, không suy nghĩ gì hết, giống như mình đang ở trong một cái vũ trường thiệt, nhảy thiệt. Quậy. Ok. Bộ dáng của mình lấy từ những MV ca nhạc mang hướng disco giống như. Bên tay phải, đèn bên đó đúng rồi. Tuyền dễ thương nhỉ, lúc nào nhìn nó cũng như đứa em mình á. Dễ thương, dễ chuyển đến giống tuổi thơ của mình đấy. Thanh Tuyền đã đem với một sức sống rất là tự do, rất là phóng khoáng. Và Linh nghĩ là nó rất hợp với thời trang những năm 70-80. Chân vừa thôi nha. Khi mà mình thấy Tuyền chụp hình thì mình muốn lao xuống và chụp chung với Tuyền luôn. Và kiểu như mình cảm thấy như hai của mình có thể phối hợp được với nhau rất là ăn ý. Nè trẻ con quá nè, mua đồ lên. Chị Hen mong muốn mình có hình ảnh trưởng thành thì nó cũng có một xíu khó. Tại vì tính mình còn trẻ, rất là nhây, rất là quậy, rất là năng lượng. Giống Whitney Houston dễ sợ luôn, cả cái tóc nữa. Đổi góc mặt thôi Tuyền. Sao không ai nhớ bài chị gì ta? Những điều mà chị Hen dạy mình đó mình rất là nhớ nha. Mà không hiểu sao mà đi lên trển đứng tạo dáng một cái là. Nhưng mà không biết sao làm chốt quốc. Phá tung cái tóc lên. Đúng rồi. Giật tóc bóc mắt đi. Tinh thần tự do, phóng khoáng. Lên nào, lên nào, lên nào. Đưa tay, đừng có đưa tay sang ngang nữa bé ơi. Khi mình dùng bé ơi bé tạo một cái cảm giác là người thân đang cổ vũ tinh thần của mình. Bên cạnh đó có một cái sự quyết liệt hơn trong cái câu nói, mình giữ hơn một tí. Rồi ok, 30 giây với chị này. Đứng như vậy. Dính vô. Rất là wow luôn á. Khi mà các bạn chụp một mình á, các bạn rất là căng thẳng. Cái mình chạy vô chụp với các bạn á, chặt nát mentor luôn. 5 4 3 2 1 hết giờ. Rồi ok ạ. Phần thi thử thách phụ ngày hôm nay mình vui vì đã vượt qua nó, nhưng mà mình buồn vì chưa chinh phục được nó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi của team huấn luyện viên Lương Thùy Linh ạ. Ai sẽ thi trước Linh? Dạ cho Vi thi trước đi ạ. Vi nghĩ là Vi là một thí sinh khá là đặc biệt trong cả dàn thí sinh khi mà đi tới vòng này, bởi vì Vi là thí sinh có chiều cao thấp nhất. Và 5 phút của Hờ Vi Catala bắt đầu ạ. Trong bộ trang phục này, layout này thì mình khá là giống diva Toni Preston. Và mình đã rất là sẵn sàng để mang đến bầu không khí của những năm 70-80. Đẹp, em cười đẹp đó. Trời ơi, đã quá. Cảm giác ủa set này dành cho Vi vậy á. Và có một điều đặc biệt là bộ đồ mà Vi mặc á, Hen đã từng mặc trong một lễ trao giải với giải thưởng là mỹ nhân của năm. Có khi nào là chuyện may mắn không ta? Đừng giang hai tay ra quá nhiều nha, để không mất tay nha Vi. Vi vẫn chưa có quen với cái việc chụp ảnh bìa, nên là Vi bị giơ tay quá, cho nên là bị ra khỏi khung hình. Em nhảy luôn cũng được Vi. Nhảy Vi. Nhảy đi Vi. Tại vì đây là một thử thách chụp bìa cover của một tạp chí, thế nên là mình không thể nào mà yêu cầu các bạn chuyển động quá là nhiều được. Vì vậy Vi cũng chưa show được hết khả năng tiêu nhạc của mình. Hạ thấp tay xuống xíu. Thay đằng trước. Đúng rồi. Trang phục của Vi là một cô gái khá là điệu đà, cho nên là Vi không thể nào mà post một số dáng nó khá là mạnh bạo được, cho nên là Vi vẫn phải khá là điệu đà, khá là sang chảnh. Em làm một dáng này coi. Đánh tóc lên thật là thoải mái, thật là tươi vui, và đôi mắt phải luôn giao tiếp với ống kính. Đúng rồi, đứng ra sau, hất tóc ra.
Không hết mặt cao quá nha Vi. Vi nghĩ là những cái dáng này cũng khá là tốt để mà mình tập trung vào cái đôi mắt tiếp xúc với ống kính. Tay còn lại đưa lên đầu cũng được nha em. Gập tay xuống, úp tay xuống. Chị Linh có chỉ cho Vi những cái dáng pose để chụp cận nhiều hơn, bởi vì Vi khá là yếu về phần tay để mà chụp cận. Đúng rồi, sát mặt vào, hai mặt bằng nhau, hai mặt bằng nhau. 4 3 2 1 hết giờ. Có thể Vi không phải là posing queen của mọi người, nhưng mà Vi là posing queen của đời Vi. Và xin mời thí sinh tiếp theo Fanny Hà. Vi chuyển mút cho Hạ đi. Bé nhập hồn rồi, dẹt lên đi. Khi mà nói về thập niên 70-80 thì mình liền nghĩ với những điệu nhạc của Michael Jackson, thì nó mang phong cách cổ điển. Ngoài ra khá là bất ngờ bởi vì hôm nay là lần đầu tiên mình trong một cái outfit như vậy, nó rất khác với ngày thường của mình. Chúng ta sẽ đến với 5 phút của Fanny Hà. Thì bộ đồ của mình á, mình không có giơ tay lên được, nên là so với bộ đồ của Hợp Vi và những bạn khác thì mình không thể linh hoạt tay một cách tự nhiên được. Nên là khi mà mình posing thì mình posing dựa trên hình tượng người phụ nữ nhẹ nhàng quý phái và có thể toát ra được sự quyến rũ. Cúi mặt xuống, thẳng mặt vào camera luôn. Em phải nhớ đèn ở đâu nha. Y Hạ không có đơ như mọi ngày nữa. Những lần trước thì Y Hạ còn hơi rụt rè, vẫn còn chưa biết diễn với khuôn mặt của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì Linh thấy lại đôi mắt của Y Hạ không còn quá lờ đờ, không còn quá buồn ngủ nữa. Thẳng mặt lên hả? Diễn hai cái cánh. Riêng mình cũng phải là người tiếp xúc với ống kính nhiều, nhưng mà khi mà thực hiện photoshoot thì mình cảm thấy đỡ áp lực hơn là việc quay TVC quảng cáo hoặc là quay mấy video clip viral. Thì so với photoshoot thì mình có thể điều khiển khuôn mặt và tiết chế được cơ thể nó dễ hơn. Hạ bỏ tóc đằng sau nữa nè. So với những huấn luyện viên khác, chị Linh là một huấn luyện viên trẻ tuổi nhất. Vì trẻ tuổi nhất nên là mình nghĩ sẽ nhiều nhiệt huyết hơn. Đây là lúc mà mình chụp hình á, mình vừa quan sát Hợ Vi chỉ thì để có thể mình sửa lại cái phô sinh của mình cho phù hợp hơn. Vi vẫn hay chỉ chị Hạ để chị Hạ có thể tự tin hơn. Khi mà chị Hạ đi lên pose thì chị lại quên mất là bản thân mình đang ở trước ống kính và thực hiện thử thách. Cho nên Vi chỉ đứng đằng sau để mà nhắc cho chị Hạ nhớ một cái tinh thần mà Vi đã nói lúc mà bọn mình ở trong phòng chờ. Năm. Thằng quay ra đó, không có nhìn chị. 4 3 2 1 hết giờ. Phần thử thách vừa rồi mình đã cố gắng hết sức mình và mình nghĩ là mình đã làm tốt đối với khả năng của bản thân. Các bạn thí sinh, các bạn muốn thấy ba vị huấn luyện viên của chúng ta thị phạm không ạ? Nếu muốn, một tràng pháo tay thật lớn để xin mời ba vị huấn luyện viên ạ. Anh Nam Trung có gọi mà hay tưởng là giỡn thôi. Kiểu như là tưởng là anh Nam Trung gọi ba mentor chụp với nhau giỡn thôi. Nhưng mà ai dè là chụp thật. Anh làm mentor nha Lala, nếu mà tụi em sai góc mặt, sai góc mặt này kia nha anh ơi. À, thí sinh chấm nha, xem loại ai nha. Cuối cùng có ngày này. Đúng rồi. Cô En đúng rồi, cô En đấu lưng với cô Linh nè. Khi mà chụp ảnh đìa với hai chị thì mặc dù là mình luôn có cái sự tôn trọng, sự ngưỡng mộ nhất định cho hai chị, nhưng mà không phải vì thế mà Linh cảm thấy mình quá là bé nhỏ hay là mình không xứng đáng để được đứng cạnh hai chị.
Hai cô gần nhau xíu nè. Cô Linh mở người đụng vào cô Hen tí nè. Đúng rồi. Hen nghĩ là mỗi người phải thể hiện yếu tố cá nhân của mình nhiều hơn. Về spotlight thì ai sáng thì người đó chiếm spotlight. Linh với cả Dương tách nhau ra một tí. Nào, ba chị đại phát nào. Quyền lực hả? Chống tay hả? Trời ơi mẹ, bà lên hình nhìn nóng bỏng ghê. Và xin cảm ơn ba vị huấn luyện viên. Chị đây cảm thấy là khá là vui bởi vì mình cũng đã có thể có được một tấm hình lưu niệm với hai cô hoa hậu xinh đẹp. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải qua thử thách đầu tiên của chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước sang thử thách chính, thử thách vòng loại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Sắm gì cứ tiki, luôn chính hãng và giao nhanh, đặt tiki ngay. Xin chào mừng ba đội đến với thử thách tiếp theo của tập này. Các bạn đang nhìn thấy trước mặt đó chính là một tấm màn đen lớn, một màu đen huyền bí. Và đây là một trong những đặc sản của The Next Phase Việt Nam. Và không biết các vị huấn luyện viên có thể đoán được ra ở trong tấm màn đen này những thứ đang chuyển động là gì không ạ? Con. Nếu như để chọn sợ, sợ hãi nhất khi chụp hình cùng thì không biết Hennie bạn sẽ chọn loại bỏ điều gì ạ? Dạ, em sợ là chụp hình với động vật, ví dụ như là con trăng ạ. Thì em cảm giác rất sợ. Ở đằng sau tấm màn, tôi xin hé lộ, có rất nhiều vảy toàn thân. Khả năng chinh phục khó khăn rất cao. Thôi nhường các bạn, chơi mình đi. Độ uốn lượn chắc chắn sẽ không thua kém. Chị anh nói anh em biết rồi, em đau, đau tim quá anh ơi. Và sẽ không để các bạn chờ lâu hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách cuối cùng ạ. Đến với thử thách cuối cùng ạ. Đến với thử thách cuối cùng ạ. Mọi người nghĩ rằng là ở sau tấm màn đó là những cái con rất là loi nhoi. Nhưng khi tấm màn hạ xuống thì tất cả mới ngã ngửa. Đó là con lật đật. Ở trên con lật đật đó là một là chị quyền lực còn đáng sợ hơn. Vũ Thu Phương đã quay trở lại, có lợi hại hơn xưa. Wow. Kết quả gì vậy ta? Đã xuất hiện ở trong tập 4 với một thử thách khó nhằn. Phương đã nghĩ rằng đó là một thử thách khó nhất trong lịch sử của các cuộc thi người mẫu rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay đây, Phương lại cảm thấy vô cùng sung sướng bởi vì mình lại được thử thách một cái thử thách khó hơn nữa. Đó là vẫn giữ được thần thái, vẫn thổi bùng được sân khấu lên với một quả cầu bán nguyệt lắc qua lắc lại. Điều đó thật là tuyệt vời, tuyệt vời. Phục như bé yêu của chị. Ngày hôm nay đến với thử thách rất là tuyệt vời của The Next Phase Việt Nam. Đấy, em nhìn chị Phương ngày đó, không có gì phải sợ hết. Ôi, hoàng quá chị ơi. Trời ơi. Vâng, xin được giới thiệu siêu mẫu Vũ Thu Phương. Khi mà mình biết sự xuất hiện của chị Vũ Hữu Phương sau tấm màn là mình đã thấy thử thách nó khó. Mặc dù nhìn nó đơn giản, chỉ có chị Vũ Hữu Phương mới có thể làm những cái điều đó thôi, thực sự rất là khó. Cảm xúc của chị Vũ Thu Phương hiện tại như nào ạ? Em vẫn đang bay anh ạ. Các em hãy cẩn thận một cái cảm giác đang đung đưa và xuống nó cũng đung đưa. Và trên hiện trường, ngoài set lấp lánh của những sắc màu disco, chúng tôi còn có một đế lật đật. Và chắc chắn với thử thách này, sức khỏe là một điều vô cùng quan trọng. Linh cũng khá là e dè khi mà trong team mình hai bạn nữ thì là hai bạn không thể nào mà có cái sức kéo cái con lật đật đó mạnh như các bạn nam. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này dưới hình thức quay video
chúng tôi sẽ cần footage các bạn posing để tạo ra một fashion video từ 3 camera chính. Các em ơi, disco thập niên 70 cần tinh thần gì? Khô máu. No, sai rồi em. Tinh thần gì? Phóng khoáng ạ. Yes. Tự do. Yes. Bứt phá. Tự tin. Khẳng định bản thân. Những cái gì gò bó. Free. Yes. Tụi em hãy free, hãy bay theo nó. Nó swing cỡ nào thì mình bay cao hơn nó. Hãy nâng mình lên vũ trụ, nâng mình lên bên trên. Thì tự dưng tất cả mọi thứ ở dưới nó sẽ nhẹ lại. Tự do, phóng khoáng, sôi động, trẻ trung. Hãy cho chị nhìn thấy tinh thần đó ở trong chính từ bên trong của các em đi ra. Chắc chắn các em sẽ làm được. Chị tin các em sẽ làm được. Yes. Được không? Are you ready? Yes. Không biết sao để mà lên nhưng mà bật nữa. Và nếu như các vị huấn luyện viên không còn gì thắc mắc, chúng ta sẽ đến với phần thi ngày hôm nay. Theo thứ tự, team đầu tiên là team của huấn luyện viên TD. Tiếp theo là team của huấn luyện viên Henie. Và tiếp theo sau nữa là team của huấn luyện viên Lương Thùy Linh. Về thứ tự thi thì Linh chọn team chị TD thi trước, vì Linh nhận thấy là hai bạn team chị TD thì có sức dẻo dai cũng như là thể lực rất là tốt. Để hai bạn thi trước thì các bạn cũng sẽ có thể dễ dàng hoàn thành cái thử thách này hơn. Mỗi đội sẽ có 30 phút để chuẩn bị cho thử thách này. Và với mỗi một thí sinh trong phần thể hiện thử thách này, chúng ta sẽ dành ra 10 phút để ghi hình. Trong 10 phút đó, các vị huấn luyện viên hãy cố gắng giúp cho các thí sinh của mình quay được nhiều chụp hình nhất. Dạ. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thử thách cuối cùng trước đêm chung kết của The Next Phase Việt Nam 2021. 30 phút dành cho các đội chuẩn bị, bắt đầu. Chúc mừng thành công. Chế giữ cho. Không tệ, giữ thẳng nha. Ơi, cẩn thận bé ơi. Thử trải nghiệm con lắc đó thì thực sự là nó rất là nặng. Và để muốn nó theo cái chuyển động của mình thì thực rất là khó. Em phải giữ cái tay em lại. Cảm giác như là nó cứ muốn văng văng mình ra ngoài đó. Cảm giác đúng. Đến từ thật hẹn như vậy. Chị đi lên thử không? Nó sẽ có tự nhiên được làm mũi luôn á. Người chị của mình có khả năng lấy sức của mình để bật lại cái con lật đật đó. Nhưng mà TD thì không nha. Có 45kg à? 45kg. Con không có đủ ký. Mẹ ơi. Em lắc nha. Giữ chắc nha, giữ chắc nha. Thì ngay giây phút đầu tiên bước trên lên con lật đật đó là anh Nam Trung rất là kinh khủng. Và TD nó có một màn la hét. Thật sự rất mất mặt. Hên là mấy con của mình không có thấy. Em nhẹ quá, em lắc không được hết rồi. Em phải để bước vào giữa nữa, nữa đi. Em sợ độ cao. 2, 3, lên nào bà con. Lên con voi nào. Đừng có kéo gì hết nha, rồi em enjoy cái moment này. Nào, lên nào. Thấy không, đẹp không? Quá đẹp. Anh ơi, đừng như thế. Anh ơi. Ok, để em chinh phục thí sinh em nè. À, anh ơi, nó không té thật đúng không anh? Không bao giờ té. Nó chỉ bị như vậy thôi. Bây giờ yên nha. Dạ ok. Không té, chết thôi. Không té chết thôi hả? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now- Sắm gì cứ Tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt Tiki ngay.
bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thể hiện của team huấn luyện viên TD. Xin mời TD. Đây chỉ là trò chơi tâm lý. Nó là một cái trái cầu. Nếu mà chúng ta đứng ở giữa tâm thì chúng ta không bao giờ té. Nếu mà không té thì các con sợ gì? Té thẳng vào đêm chung kết cho mẹ. Mẹ mời Shinsa. Mạnh mẽ, mạnh mẽ. Kiểu mình là người muốn thi đầu tiên. Tại vì cái phần thử thách đầu tiên mình đã hơi fail một tí. Cho nên là mình muốn gỡ gạc lại ở cái phần thử thách này. Bây giờ con cứ lên để làm quen trước nha. Thí sinh sẽ có 10 phút và chúng ta bắt đầu bấm thời gian. Mẹ muốn những cái dáng rất là high fashion. 1, 2, 3, 4 nha. Cẩn thận nha. TD muốn cho Shinsa trải nghiệm cái cảm giác first fade mở màn như thế nào. Thật sự rất là khó. Nhạc lên, nhảy đi. Mình thấy là nó rất là thích thú. Mình đã từng thấy những cái bục đó ở trên mạng rồi. Mà không ngờ thì hôm nay mình lại được trải nghiệm nó trước tất cả mọi người luôn. Let's go. Khi mà nó nghiêng về bên trái thì con để tay về bên trái, cầm bên nhạc, kéo ra, đúng rồi. Thật sự là chưa có một cái buổi shoot thời trang hoặc là ghi hình nào ở Việt Nam mà lại sử dụng cái con lật đật này. Nhưng khi mà mình biết cơ chế về vật lý, cơ chế về tâm lý thì mình mới có thể mà chiến thắng được. Ô, người bảo, ngã một bên vai nè. Cẩn thận đúng té nha. Cẩn thận nha. Anh có thể quay mẹ. Ủa trời ơi, cẩn thận. Thực sự là rất là đau tim. Ôi đau quá. Cái giày bé nó trơn, cái giày bé nó trơn. Kèm cái chân chắc vô. Thực sự rất là giống những cái bộ phim hành động lộn nhào, té bật ngửa. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Dừng. Shinsa đi một cái đôi boot rất là cao, rất là trơn như vậy. Cố gắng vật lộn với lại cái con lật đật. Té lên té xuống rất là nhiều lần. Có đau không? Có đau không? Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? Trời ơi, này té con té lộn cổ xuống sợ luôn á. It's okay. Té được trên con lật đật đó rồi á thì bạn thấy là nó chả gì đáng sợ. Bà cá nhân. Ôi trời ơi. Dạ sao chị? Trong 10 năm làm nghề của mình chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đó. Rất là đáng sợ. Ngón tay như vậy mà Shinsa vẫn cứ không sao đâu mẹ, không sao mẹ, không sao mẹ, không sao mẹ. Kiểu lúc đó làm tôi rất là cảm động. Anh lên thay không sao. Không sao, không sao, chị đây. Chị Phương ngửa cổ tay cho em. Cầm tay này nha. Đổ máu là vinh quang các em. Dạ vâng. Ok. Cái nỗi sợ này mình vượt qua được và nó cũng chả có gì đáng sợ hết. Mình nên là mình cứ hăng hái mình lên tiếp cái lực lượng đó để mình thực hiện tiếp cái phần thi của mình. Có lên thì sao ơi? Vận dụng tất cả mọi rủi ro để trở thành cái bàn đạp để làm một cái xuất sắc hơn cho chị. Chú ý thần thái. Chị bổ sung thu nhập cho mẹ. Rồi nữa nè. Thực sự Linh rất là bất ngờ. Shinsa có những cái cú mà cũng giống như chị Vũ Thu Phương đã làm đó, là cũng có thể chạm được đất rồi. Shinsa quá là điêu nghệ, Shinsa như là làm chủ con lắc đó chứ không phải là nương theo nó nữa. Giỏi quá. Đúng rồi. Tất cả mọi người trong trường quay phải vỗ tay. Thì đó là một cái sự thành công của một người nghệ sĩ. Ủa, các bạn giỏi quá. Dưỡng dáng 2 fashion cho mẹ. Cái dây nơ nè. Phải bên đây, ngửa ra sau luôn, không té đâu. Đúng rồi. Trời đất ơi. Lên đẹp con ơi. Thu, người mẫu. Ngửa người ra sau luôn, đúng rồi. Wow. Đẹp, không hú. Tất cả mọi người tập trung. Ủa, giỏi quá mấy ơi. Cảm động. Trời ơi. Giỏi quá. Một chọn lựa xuất sắc. Khi để team TD thi đấu, Phương nghĩ rằng là bất cứ một đội nào được chọn đi đầu nên tự hào vì điều đó. Bởi vì đội mình là đội đầu tiên được chinh phục thử thách.
và cũng chứng minh rằng là trong mắt của cái người đã chọn mình cũng có một cân nặng nhất định để họ muốn cho mình thêm nhiều trở ngại hơn. 30 giây. Anh Cấp, cho em, Kim Tuyến đánh người em, nhanh lên, Kim Tuyến đánh người em. Trời ơi, nhanh lên. Ok. Đây. Phải có. Tỉnh. Rồi, mẹ muốn con diện với cái máy mình trước nè. Đúng rồi, để lên, nhẹ nhàng thôi. Xin sao, em đã chuyển từ cái tâm thế là cố gắng vượt qua thử thách để trở thành cái tâm thế chinh phục thử thách. Và thực sự, em có thần thái, em diễn xuất tốt hơn rất là nhiều. Bỏ hai tay ra. 5 Ngửa ra anh Châu. 4 Ngửa một cái, hợp ba, anh Châu. 2 1 Hết giờ. Chưa xuống hả em? Vẫn còn muốn chơi tiếp hả em? Không, bằng xuống bằng. Mình hết chơi rồi. Cho em mấy cái bằng cá nhân. Không, nên mẹ rất là nhẹ nhàng, mẹ nói từ từ. Mình không còn thấy mẹ tôi đi hay quát một lần nữa. Ôi đã. Cảm thấy rất là tự hào về bản thân. Bởi vì mình vừa chinh phục được một cái thử thách mới mà bản thân mình không nghĩ là mình sẽ phải đối đầu trong cái khoảng thời gian mà mình đang làm nghề người mẫu. Đây mới chỉ là thí sinh đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng chờ đón những sự bứt phá của các thí sinh tiếp theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thể hiện của thí sinh cuối cùng trong team huấn luyện viên TD. Xin mời Thế Duy ạ. Mình cảm thấy cũng hơi rối á, tại vì ở tập trước mình đã bị chị Vũ Thu Phương chê rồi nên không biết thì sao. Và thời gian bắt đầu. Mất 4 giây. Mời con đi lên trải nghiệm con xoay này. Con của mình Thế Duy là một đứa con rất là chậm hiểu, thì lên cái thử thách này không biết là Thế Duy thấm vào trong đầu những lời dặn của mẹ được bao nhiêu. Đi vòng quanh đi Duy, cảm giác đi, chỉ có mấy phút đầu để cảm giác thôi. Ôi, cẩn thận Duy ơi. Vừa bước lên con lật đật và tạo được vài dáng thì đã bị phật đổ xuống. Giờ nóng kính nè Duy, giờ nóng kính hai bên nha. Tuy nghiêng về phía bên phải thì tay trái cầm thả tay phải xuống, đúng rồi. Chị không té thì con cũng không té. Ngửa ra sau, ngửa ra, đúng rồi. Bật lên, oh my god. Cái gì vậy Duy? Đứa con trai duy nhất của mình hai lần chuối thẳng cắm đầu xuống đất, hai chân dở lên trời. Duy ơi, kẹp cái chân chắc vô, chân dưới á. Cái quần của mình nó bị mắc vào cái thanh chắn, cho nên mình không thể nào cử động được, cho nên bắt buộc ekip phải đến để các anh hỗ trợ cho mình. Con, nhớ cái bài tập bụng không? Hết giờ giữ chặt bụng, giữ chặt chân, sau đó nghiêng ở phía trên thôi, thoải mái. Mình đang quay thời gian, hai phát sờ lên, bỏ chân xuống. Trước cái buổi thử thách ngày hôm nay thì Duy có nói với người mẹ rằng là con không có tự tin. Và người mẹ này chỉ nói một câu thôi, vậy thôi khỏi vô chung kết đi. Ơ dạ, con xin rút lại lời nói đó. Đấy, đúng rồi. Rồi bây giờ nha, tạo những cái dáng high fashion cho mẹ. Giờ nóng kính phía trước, nghiêng qua bên đây, giờ nóng kính bên phải. Kiểm soát bàn chân thì không ngã được đâu em. Giờ nóng kính phía trước. Giỏi, đẹp quá. Hai vị mentor ngồi dưới chắc chắn là sẽ có một cái suy nghĩ gì đó dè chừng, bởi vì hôm nay là thật sự không phải là Thế Duy và Xuyên Sa đi thi nữa, là hai con người rất là khác. Đã trải qua 3 phút. Hết giờ diễn rồi con, đúng rồi. Từ từ cởi áo ra nè. Wow, đẹp. Đúng rồi, cởi áo ra. Lắc qua bên phải, lắc qua bên trái đi. Đúng rồi, lắc nữa cho mẹ. Nhìn ống kính phía trước đừng nhìn mẹ. Đúng rồi, chống tay người mẫu đâu. Nhìn máy bên phải. Mình sẽ nhảy. Mình phiêu. Chị Vũ Thu Phương cộng điểm. Nhìn máy bên trái. Ôi. Và khi mình đang vui, mình bị bật ngựa. Ôi mẹ ơi. Có sao con? Linh không hề nhìn thấy sự lo sợ trên mặt Thế Duy. Cách ngã của Thế Duy cũng rất là nhẹ nhàng, cảm giác như là bạn ngã cũng phải đẹp đó. Mẹ đây. Không có sao hết á, để mẹ con họ tự hưởng. Ngửa ra cho mẹ. Đúng rồi, khi ngửa ra, người bốn
đổ vào ống kính phía trước cho mẹ. Mặt tương tác với ống kính nữa. Đưa hai tay lên như vậy. Nghiêng, ngửa người ra phía sau, nằm luôn, nằm luôn. Nằm xuống một bên luôn con, cố lên, nằm xuống giống chị con được không? Đúng rồi. Nếu như trước đây, Duy với vai của một bạch công tử hoàn toàn, phải nói là xin lỗi mọi người nhưng mà kiểu hồ lìa khỏi xác luôn ấy. Bạn ấy không thực sự trình diễn. Còn ngày hôm nay thì hoàn toàn khác. Hôm nay bạn đã chinh phục được bản thân mình. Và thực sự Phương cảm nhận được cái máu lửa, cái sự thăng hoa của bạn trong từng cái bước chuyển động của bạn. Lấy một cái tay kéo dây qua bên phải, kéo dây qua bên trái cho mẹ. Chỉ ra phía trước, đúng rồi. Ngửa lên, ngửa lên phía sau luôn. Đúng rồi. Không té đâu. Đi chừng một chút xíu để mình đã quen được với con lập cập, nhưng mình tin chắc là mình đã điều khiển được nó hoàn toàn. Sao nhìn giống Isaac quá vậy nè? Dưới ánh đèn của sàn disco, Thế Duy đẹp trai còn hơn Isaac. Wow. Cái này nói hơi quá nhưng mà thật sự là trong tâm người mẹ mình, con mình là người đẹp nhất. Em xin lỗi anh Isaac nhưng mà thật sự là anh cũng đẹp trai nhưng mà con em cũng đẹp giống anh. Ú à, cho mẹ nó ú à ra đằng trước nha. Camera ở đằng đây. Cái gì mà ú à dữ vậy? Duy ơi, ú à, camera đằng trước. Thả tay ra được không con? Thả tay ra, cố lên, làm một cái không. Tại sao lại không? Một cái dáng ú à cho mẹ nè. Duy ơi, đúng rồi, ú à đẹp lắm, đúng rồi. Rồi giơ hai tay lên nè, ngửa bơi xả cho mẹ nè. Thế Duy, thực sự Linh không nghĩ là Thế Duy có thể dẻo được đến như vậy. Uốn ra sau, rồi uốn ra đằng trước. Phải lớp bơi. Rồi, bây giờ nha, bên tay trái. Chỉ chim nè, chim trên trời đâu. Ván cờ cuối rồi. Quét sạch tất cả. Anh ơi, một người nói không là Duy sẽ mất tập trung. Rồi Duy, rồi bây giờ con diễn những cái dáng nhảy trước nè. Nắm một tay trái, đúng rồi, đưa chân phải lên cao cho mẹ. Được không? Ngày hôm nay người mẹ này nói rất là ít. Mà không ngờ Thế Duy lại bứt phá so với bản thân của Thế Duy ở những tập trước. Chúng ta còn 30 giây. Đứng lên, nhanh lên. Cố lên, sắp hết giờ rồi. Đúng rồi. Cố lên. 1, 3, 2, 1, hết cao. Giờ. Xin cảm ơn Thế Duy và xin cảm ơn Cú à. Các con thực hiện hoàn toàn chính xác những gì mà TD đã truyền dạy. Rất là cảm động. Sao ổn không? Ú à, giỏi lắm. Tay chân có sao không? Rất mệt. Hello mọi người, thì TD đã hoàn thành tâm thách và đã try. Nếu như có thể gọi đây là bán kết thì Duy chắc chắn Duy và Shinsa đã làm hết sức mình. Quá cháy, thật tưng bừng. Cảm giác của mình bây giờ đang rất là hồi hộp. Đúng quá, mặt xanh mặt. Xanh nào bạn? Hồi hộp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi của team huấn luyện viên thường Henie. Và Henie sẽ chọn ai? Dạ, Stephen để vào thi đầu tiên. Xin mời Stephen. Quyết định lên. Quyết tâm quyết định. Em bước lên bách tự tin tự tin tự tin. Và bây giờ thời gian bắt đầu ạ. Ống kính nha, 1, 2, 3, chuyển góc vòng tròn cho chị. Tiếp xúc, chứ còn lần đầu đó thì mình cảm thấy nó rất là khó. Nó rất là nặng, nặng kinh khủng. Mình còn con trai mà mình làm kéo cũng không lại. Tiêu ơi, đứng lên lại. Đúng rồi, vô, âm nhạc. Vô trong cái set thì Seven kiểu như là mình không phải là mình, kiểu như đầu óc mình hòa nhập theo cái âm nhạc đó, mình xoay vòng tròn ấy. Kiểu như mình muốn bị khùng luôn. Bùng cháy lên. Đúng rồi. Chú già như vậy. Đi được nhiều hơn nữa. Stephen ơi, ngã nhiều hơn, đừng có bồi cởi áo. Trở cáo lại, đừng có bồi. Stephen, đừng có nghe chị không? Lúc chị Hen hét lúc đầu thì mình có nghe.
nghe thấy, nhưng mà lúc đó mình lo feel theo cái nhạc mà mình hòa mình trong cái âm nhạc đó mà mình cũng quên luôn. Nhưng mà một hồi mình bình tĩnh lại thì mình đã nghe được sự chỉ dẫn của chị Hen và mình đã làm ok hơn cái lúc ban đầu. Đó, diễn luôn, mở cáo cũng diễn luôn. Đúng rồi. Mạnh lên, giữ trục người thẳng Seven ơi. Ấy đừng có ngã xuống là em phải cong theo cái chiều người em ấy Seven. Linh luôn cảm thấy một nguồn năng lượng rất là lớn từ Seven. Linh rất là thích nguồn năng lượng đấy. Nhưng mà có lẽ là Seven thể hiện nó hơi quá một chút và nó chưa đúng lắm với tinh thần disco. Nè Seven, em kẹp cái dáng này dứt khoát giùm chị. Em cho nó ngã theo cái kiểu này nè. Em làm được. Không được, em làm được, em làm được. You can do it, and you can do it, I believe in you. Đó, đúng em kẹp cái ngã đà đó, giữ nguyên cái đà đó, đẩy thẳng người lên. Em ngã theo đó, ông kinh này này bé yêu ơi. Đừng có. Đúng rồi. Em lắc theo đi, cho nó quấn theo cái người em vòng tròn cũng được. Đúng em rồi. Càng thẳng người nó càng lắc. Ông kinh vô. Tới thời điểm hiện tại thì tinh thần của Hen thoải mái hơn, nhưng mà lại thể hiện sự quyết liệt nhiều hơn. Tại vì đây là tập cuối rồi, Hen muốn là các bạn thực sự có mặt ở trong đêm chung kết, nên là Hen push tinh thần của bạn nhiều hơn lúc bình thường. Thoải mái lên, free lên, tự do rồi, phóng khoáng đi. Rồi cảm nhận âm nhạc bước lên từ từ, tạo dáng đằng trước rồi, không sao hết. Không sao hết. Từ từ, bình tĩnh, tắt độ anh cái giờ cái. Bình tĩnh. Ôi, sao hết? Em đang làm tốt mà. Bình tĩnh. Em bình tĩnh. Tôi nghĩ Steven lắm luôn á. Kiểu thấy qua mình quản luôn á. Nhưng mà mình nghĩ Steven nó mạnh mẽ lắm. Nó sẽ làm được. Em bình tĩnh trước. Em, nào từ từ. Em có nghe chị Hen nói không? Bước xuống, bước xuống. Bước xuống này. Máu lùm hết á. Ôi, em đau. Cố lên. Cảm thấy rất là có lỗi khi làm phiền đến mọi người và mình làm mọi người phải lo lắng hơn nhiều và mình sẽ chú ý hơn. Nếu mà có thử thách nữa mình sẽ chú ý hơn nhiều. Để chinh phục được cái này ấy, là hãy quên hiện tại mà chỉ enjoy với cái đó thôi. Chỉ enjoy với nó thôi, enjoy. Cái sự lo lắng quá mức của tụi em nó làm yếu tinh thần của thí sinh của tụi mình. Lên đó mình không biết nói gì luôn, tay phải tay trái loạn luôn ấy. Thực sự khi mà Phương nghe các em mentor cứ lo lắng, cứ xót xa mà ôi chị ơi thương quá, ôi em ơi thương quá, Phương lại không đồng tình với lại cái mà các huấn luyện viên hơi lo lắng nhiều. Và đôi khi cái sự lo lắng đó sẽ làm cho các thí sinh, nếu như họ không vững chãi thì chưa chắc các bạn đã chinh phục được những cái cảm xúc cần phải chạm đến lòng của khán giả. Sao rồi? Em phải... Chị đang chấm điểm vậy chưa? Dạ. Linh nghĩ là các bạn thí sinh cũng như là những đứa em, những đứa bạn, những đứa con của các mentor mà thôi. Linh nghĩ là chị Phương cũng sẽ hiểu, tại vì chị Phương cũng là một đàn chị rất là nhiều kinh nghiệm, chị cũng là một người mẹ nữa. Thế nên là việc tụi em quá là thương thí sinh thì cũng giống như là chị thương con và thương các đồng nghiệp, cũng như là thương các đàn em của chị mà thôi. Ê, tính thời gian nha. Bắt đầu tính thời gian nha. Dạ, em xin, cảm ơn ạ. Âm nhạc, tao lên ạ. Hey, ngã luôn. Khi mà nó ngã xuống em cứ để nó ngã. Enjoy cái moment này nào. Lên nào, tay lên nào. Không có gì phải chờ hết. Để phần chinh phục cái sân khấu này nào. Đúng rồi, đó. Em lắc đi, đúng rồi. Chuyển qua ông bên này luôn. Đúng rồi. Cái phần thể hiện của Seven rất là nấu lửa. Có thể là nó không phải là một màn trình diễn đẹp, nhưng mà nó là một cái sự cố gắng. Ngã ra đằng sau luôn Miu. Đúng rồi, đó, tự do đó, này đó. Đúng rồi, tự do ngã bên này luôn. Tay chân, giải phóng hết mọi thứ mà làm em buồn phiền trong cuộc đời. Giải phóng luôn, đúng rồi, không sao hết. Perfect. Càng đến cuối thì Stephen lại càng làm tốt hơn, hoàn thiện cái phần thi của mình hơn. Trời đất ơi. Chúng ta còn 30 giây. Chạy đi má ơi, chạy. Rồi nó chơi nhạc rock luôn rồi, nhưng mà rock luôn. Có những cái khoảnh khắc mà Stephen giống như là một ngôi sao nhạc rock vậy.
tôi. Thế sang ngày hôm nay đã thể hiện được một vấn đề, đó là Stefan không quá sợ. Bạn tới với một cái tâm thế thoải mái lắm. Tuy nhiên em ấy có rất là nhiều cái mà rớt nhịp của cảm xúc, rớt nhịp của thần thái và cố gồng và thỉnh thoảng hơi chơi vơi theo quả cầu. Và điều đó làm điều Phương cảm thấy thực sự đáng tiếc, bởi vì thực sự Stefan là một gương mặt cực kỳ sáng. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, chúc mừng Stefan. Em đã xong một phần tập thể dục. Cho coi tay coi Stefan. Thương quá à. Tốt lắm bé ơi. Em đẹp trai đúng không? Đẹp đúng không? Đẹp 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 không giữa tay. Phần thi của Stefan hả? Xuất sắc. Mình đây còn mê nó huống chi. Mạnh mẽ cực kỳ. Nếu đánh giá được khó thì mình nghĩ cỡ 10 á. Cái này nó rất khó, mình cảm thấy. Trong tim mình thì lại còn một cô gái nữa, và ốm và rất là mỏng manh. Thì mình hy vọng là mình sẽ cố gắng, mình cố lên Tiền ơi, I love you. Ok, good job, xin mời em. Thời gian bắt đầu. À, đúng rồi, đứng thẳng lên, trụng chắc lên, gồng chắc lên, nó không ngã đâu, ngã theo cái này nha. Rồi, ok. Sự xuất hiện của Thanh Tuyền ngày hôm nay rất là bất ngờ luôn. Rất là hợp với cái mái tóc uốn nhỏ 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 nhỏ, xong rồi với cái thân hình mảnh mai của Thanh Tuyền. Mình cảm giác là bé rất là hợp với cái style ngày hôm nay. Nhìn xuống ống kính đâu bé ơi. Đúng rồi, cứ enjoy, mình lắc được tới bao nhiêu thì lắc. Đối với mình khi mà bước vô phòng thi là mình sẽ kiểu run lắm. Mình sau phần thi thì nó có nhiều cái nhạc mà cái khung cảnh nó rất là kiểu lộng lẫy á, nên là làm cho mình không có run nha. Đừng nhìn xuống, hai tay đi, tay lên hết đi bé ơi. Chân móc chắc nha, không là bé bị lật đầu đó. Cố đẩy đi bé. Bước lên mà mình không đẩy được con lắc á, lúc đó tâm trí của mình nó mới bất ổn. Ngã nằm đúng luôn rồi. Nằm luôn. Ngã nằm luôn. Đúng nằm rồi luôn. Ông Kiến, em đừng có gồng, ngã xuống luôn. Lực của mình yếu quá, mình không thể đẩy được. Nó khiến cho mình kiểu sợ á, không thả dáng được kiểu. Giống như em đang nhảy xuống hồ nè. Ngoài ba nhảy. Xuống luôn. Đừng có gồng về phía trước nữa. Sẽ nó ngã tự do. Tuyền khi mà thực hiện thử thách đó thì Linh cũng cảm thấy rất là thương. Tại vì bé rất là gầy, nên là sợ bé không thể nào mà kéo được con lắc theo ý mình. Để cho bạn tự làm thôi. Chân này dùng chị, chắc cái chân này dùng chị, ngã đi. Tại vì em khi mà em ngã em vậy nè thì nó bị kháng lên lại rồi. Em ngã thoải tự do lên, tự do cho chị. Không, lên đó thì em sẽ hiểu, không biết làm gì luôn á. Ông Kinh, ba ông Kinh. Mấy phút nào, bé phút đó, hãy chạy thôi. Đúng rồi. Linh cũng nói với mọi người là trời ơi, em cảm thấy rất là lo cho hai bạn nữ team em. Không biết là các bạn có thể có đủ sức để kéo cái con lắc đó theo ý muốn các bạn hay không. Và thực sự rất là lo cho Y Hạ, tại vì đã có quá nhiều lần mà Y Hạ ngất xỉu rồi. Thực sự rất là lo, nếu như mà Y Hạ ngất xỉu lần nữa thì sao? Sẽ cái thử thách này sẽ không được hoàn thành hay sao? Yếu thì sẽ có dây, không sao. Nhạc lên. Ngã đi bé ơi. Không té đâu. À, đúng rồi. Khi mà bước lên trở rất là chill nha. Mọi người với khung cảnh với lại nhạc tuyệt vời. Những năm 80, disco. Thì mình thấy vui mà kiểu hừng hực trong người vậy. Rồi, ngã luôn, ngã hoàn toàn luôn. Và đúng chúng ta rồi. Còn 1 phút 30 giây ạ. 1 phút nào, bùng cháy luôn. Còn 1 phút thôi. Trời, hết cỡ đi bé ơi. Model nào, model chinh phục, đúng rồi, đi qua. Disco lên. Thanh Tuyền, Phương cứ quan sát bạn ấy mãi, bởi vì Phương nhìn thấy rằng là ồ, cô ấy sáng quá. Tuy nhiên, trong thử thách ngày hôm nay thì Tuyền lại không chinh phục được cái trái cầu bằng sự diễn xuất thực sự mà Phương cảm thấy Tuyền có ở bên trong. Chúng ta còn 30 giây. 30 giây nào, quậy tưng bừng lên luôn, quậy đục nước luôn. Đúng rồi, ngã người đằng sau tí, làm trụ, rồi nhảy. Đúng rồi, chơi. Ở mấy phút đầu thì thực sự là Tuyền chưa có quen với con lắc đó, nên là em có một đôi chút sợ. Nhưng mà dần dần thì Tuyền cũng đã quen với cái đà của con lắc, và Tuyền cũng đã hoàn thành khá là tốt thử thách của mình. 1, 2, 3, 4.
5 7 8 4 3 2 1 hết giờ. Trên góc độ của một người làm nghề thì Phương tin rằng Thanh Tuyền khi mà thực sự tin vào bản thân mình thì bạn sẽ chinh phục được thêm nhiều cái đỉnh cao khác cho cuộc đời của bạn. Xin cảm ơn Thanh Tuyền. Đó, chào. Bạn tập thể dục mệt không? Giỏi quá. Đối với Hanh, anh nghĩ là đây cũng là một cái thử thách vô cùng quan trọng và ý nghĩa với tất cả các bạn. Các bạn làm khá là ổn. Thì Hanh thấy được các bạn cái sự trưởng thành, thấy một cái cách kiểu ấm lòng. Rất là khó. Mình nghĩ ai mà có sức mạnh á thì có thể điều khiển dễ hơn. Còn mình thì hơi đẩy nó không ngoài, nó không có đi. Màn trình diễn hôm nay thì mình đánh giá không cao vì mình chưa đã lắm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần dự thi của team huấn luyện viên Lương Thùy Linh ạ. Mặc dù sức khỏe của mình dạo này không tốt cho lắm nhưng mà mình tin với phần thử thách lần này mình sẽ cố gắng và vượt qua. Và chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên của đội huấn luyện viên Lương Thùy Linh. Xin mời Y Hạ. Trời ơi, đứng ở trên cái bục mà để chỉ đạo các bạn thì cảm thấy thực sự mình cứ nắm tay như này này rất là sợ luôn. Không biết Y Hạ sẽ làm thế nào. Em đứng đâu cũng được. Nhớ nghe cả nhạc nha. Nói chung thì thi cái gì cũng vậy, em không bao giờ sợ cái gì hết. Trừ khi bị tụt đường ấy thì em... Người đừng quên diễn mặt. Đi một vòng xung quanh trước để quen với con lắc này nha. Cho em xin nhạc ạ. Đúng rồi, không ngã đâu em, mạnh không dạn ngã, lên. Không ngã, đúng rồi. Nghiêng nhiều vào. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi đi quanh. Đi quanh nó đi. Có 3 máy quay nha. Một cái ở đây, một cái ở kia, một cái ở giữa. Cái khó nhất của cái thử thách này á, là chắc chắn là con lắc rồi. Nhưng mà cái như kiểu bonus thử thách là 3 cái camera đặt ở 3 hướng khác nhau để các bạn phải tương tác với cả 3 camera đó. Thì để làm được như vậy thì các bạn phải quay cái con lắc đó ra cái camera đó thì mới có được những cái khoảnh khắc đẹp. Cố lên. Khiển nhanh nhanh hơn chút hả? Đu đi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đu đi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Khi mà vừa bị văng ra đó, tay mình rất là đau. Xong rồi chân mình kiểu như là mình không thể trụ vững được á. Mình khá là sốc và rất là bất ngờ. Lên lại, không có gì phải sợ hết. Đúng rồi, diễn, diễn lên máy ngay trước mặt em. Nhảy luôn cũng được, nhảy, nhảy. Nhảy nào. Nhớ diễn mắt. Đúng rồi. No. Khi mà con lần lượt nó vẫn rất yên thì mình cảm thấy nó khá là thăng bằng. Mình nghĩ là nó sẽ khá là easy nhưng mà mình đã nghĩ sai về nó. Mình rất là lo và tay mình khá là đau. Em muốn dừng lại đúng không? Hả? Mình biết là mình phải giữ tinh thần cho thí sinh thì không được khóc, không được làm rối hết mọi thứ lên. Nếu như mà mình rối thì thí sinh cũng bị rối. Thế là Linh đã rất là cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Feel theo nhạc nè. Bỏ một tay ra ngửa ra đằng sau đi em. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, cố lên. Không ngã, không hề ngã, không ngã. Em đang làm rất tốt nha. Linh vẫn nhìn thấy nỗi sợ một chút chút thôi. Nhưng mà chỉ một vài giây đầu đó thôi là Y Hạ cảm giác như là Y Hạ rất muốn chinh phục cái thử thách đó. Và Y Hạ thực sự tập trung vào những gì mà mình đang làm. Rồi, ngã. Đúng rồi, đúng rồi. Xoay vòng cho chị. Nhớ diễn với tóc nha. Hất tóc lên. Giỏi nè bé. Đúng rồi. Y Hạ trong tập này đậm chất model hơn. Cảm giác như là ban đầu Y Hạ còn là một viên ngọc thô. Thế nên là càng về sau khi mà được mài rũa dần dần thì Y Hạ càng ngày càng sáng. Thì Linh cảm thấy thực sự rất là bất ngờ về cô gái này. Thần thái lên em ơi.
rồi, quyến rũ máy quay. Đúng rồi. Đúng rồi. Không biết là đó có phải là y xỉu hay không. Thật sự nó là một cô gái rất là khác. Tôi đang nghĩ rằng là y Hà đã cứu cả tim của Linh trong cái thử thách này. Đúng rồi, em đang làm rất tốt nha. Đúng rồi, giỏi lắm. Bà kêu tôi biết rồi đó. Bà điên rồi đó. Y Hà đang phát điên. Riêng với cả bác cái máy quay nha. Trong đầu mình chỉ nghĩ là cố gắng view và thực hiện tốt phần thi của mình. Đúng rồi, vươn tới. Tạo những dáng high fashion chút đi, chống không? Đúng rồi. Chúng ta còn 1 phút 30 giây ạ. Hít thở. Sao em muốn sao? Bình tĩnh, bình tĩnh, em đang làm rất tốt. Còn 1 phút cuối cùng. Khi mà đã đi đến đây rồi thì mình nghĩ ngày hôm nay chính là ngày mà mình bứt phá nhất và cũng là phần thi mà mình tốt nhất nữa. Y Hạ là một con người khác hoàn toàn và Linh cảm thấy vô cùng tự hào về Y Hạ. Hôm nay không biết ai dựa bả. Chào mọi người. Sẽ rồi một thi tốt nhất phải có thể dành được chiến thắng cho team của mình. Thời gian bắt đầu. Hôm nay với layout make up cả Y Hạ và Vi với cái bộ đồ, với cái mái tóc thật sự là làm cho hai bạn trở nên rất là cuốn hút. Và cái sự chuyển động nhẹ nhàng của hai bạn thôi đã làm cho mình cảm thấy rất là thích. Đúng rồi, lực mạnh lên. Đi quanh 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 cho quen. Khi mà vừa nhìn thấy con lắc đó và nhìn thấy chị Vũ Thu Phương chỉnh những con lắc đó thì Vi đã nói với mình là trời ơi chị ơi em thích quá. Tức là Vi không hề sợ con lắc này và Vi không hề sợ thử thách này. Ban đầu mình nghĩ đó là một quả cầu rất là dễ dàng khi mà mình di chuyển ở trên đó và mình chỉ cần ngã ngửa thôi. Nhưng mà khi lên mình mới biết là nó khá là nặng và rất là khó để mà mình ngã, để mà nó xoay theo hướng của mình. Đu mạnh lên Vi, đừng sợ nó. Ngã hẳn ra đằng sau, ngã hẳn ra đằng trước cũng được, làm gì dứt khoát lên. Cái chân ghi chặt vào đó. Ta mới có 2 phút thôi, cứ bình tĩnh. Thực ra ban đầu thì Linh không lo cho Hờ Vi bằng Linh lo cho Y Hạ. Nhưng mà có lẽ là ở thử thách này thì cũng có đôi chút hơi bất lợi một chút về chiều cao cũng như là thể lực của mình. Bỏ một tay ra em. Ôi ơi, cẩn thận Vi ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh nè. Đúng rồi, tu mạnh lên. Cho chân đằng sau tiếp đất luôn cũng được. Bật lên. Bật lên. Mình cảm thấy là con lắc nó còn nặng hơn cả mình nữa. Và mình khá là nhỏ con nên là với cái sức của mình thì không thể nào mà đẩy nó xa ngã để mà nó có thể xoay vòng tròn và trở thành một cái buổi diễn đẹp được. Nên là mình khá là bối rối. Bơi đi nè, bơi nè. Lại bơi, lại bơi. Các mẹ dạy các con toàn bơi với... Uốn lưng lên sau. Ngả nữa thì không ngã đâu. Em làm được. Ngã ra sau nhiều vào, cố lên. Và sau khi mà làm việc với nó một hồi quen thì Vi cảm thấy là mình có thể hoàn toàn di chuyển nó theo mình được. Mặc dù đúng là khá là mất sức nhưng mà khi mình có thể di chuyển được nó và điều khiển được nó theo mình thì cái phần trình diễn của mình sẽ tự nhiên hơn. Quét sạch sàn disco cho chị. Quét sạch cái sàn diễn đó cho chị. Tiện thể đẩy lại cho con.
nữa đi Vi. Chúng ta còn 1 phút 30 giây. Đưa một tay lên thôi. Thực sự lúc đó Vi rất là mệt rồi. Vi khá là đau chân rồi, tay của Vi cũng khá là đau rồi, Vi không thể chịu nổi nữa. Nhưng mà Vi nghĩ là không thể nào mà dừng ở đó được. Mình còn thời gian để mình phải bứt phá hơn. Đi lắm, đưa một tay thôi. Trồn đến cái camera nè. Thì lúc đó là Vi đã có thể điều khiển được con quay để nó có thể xoay vòng tròn theo mình, để ba góc máy quay có thể bắt được khuôn mặt của mình. Quay vòng, quay vòng, quay vòng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Wow. Wow, đẹp. Diễn mặt, nhớ diễn mặt. Nhớ diễn mặt, diễn đi. Các bạn cần một thời gian ban đầu để có thể làm quen với con lắc, và dần dần sau đó thì các bạn đều sẽ tốt hơn. Có lẽ là ở những cái giây cuối thì thực sự nhìn thấy Vi đang chinh phục được cái con lắc đó, đang thực sự kiểm soát được nó chứ không phải là để nó kiểm soát Vi nữa. Và những cái giây phút cuối cùng đó, Linh nghĩ là những cái giây phút thăng hoa nhất mà Vi đã có với cái thử thách này. Không có quay mặt ra đằng sau. Quay mặt ra đằng sau, đằng sau camera thấy mặt em. 15 giây. Tiếp tục bên đây làm đi. Quay tròn, quay tròn. Quay tròn. Nhớ diễn mặt. Wow. Beautiful. Đúng rồi. Yes. Không nghiến răng, không nghiến răng. Diễn với hai camera. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Linh cảm thấy rất là tự hào về hai bạn khi mà hai bạn đã quét sạch cái sàn disco này. Nếu mà nói thật thì Vi vẫn có tham vọng muốn rằng team của chị Lương thì Linh sẽ đã toàn thành viên để Vi và chị Hạ có thể đi đến làm chung kết cùng nhau. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong thử thách cuối cùng trước khi bước vào vòng chung kết của The Next Phase Việt Nam mùa thứ nhất năm 2021. Một lần nữa xin cảm ơn 3 vị huấn luyện viên cùng top 6 thí sinh xuất sắc nhất. Các bạn đã vô cùng hết mình, cháy hết mình trong thử thách này. Chúng tôi biết rằng đây là một thử thách không hề dễ. Chúng đòi hỏi các bạn thí sinh phải cảm ngược nhạc, phải biết cách tạo dáng, và đặc biệt đó chính là phải có một sức khỏe dồi dào, đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn giám khảo khách mời Vũ Thu Phượng vì đã có mặt cùng chúng tôi trong thử thách vô cùng thú vị này. Và xin hẹn gặp lại các vị trong phần đánh giá và loại từ ban giám khảo. Sắm gì cứ tiên kỳ, luôn chính hãng và giao nhanh, đặt tiên kỳ ngay. Xin chào xin mời Vũ Thu Phượng cùng 3 vị huấn luyện viên xinh đẹp của chúng ta. Chào mừng các bạn đến với phần đánh giá và loại cuối cùng của chương trình The Next Phase Việt Nam năm 2021 trước khi chúng ta bước vào đêm chung kết. Ngày hôm nay chúng ta đã có một thử thách xuyên suốt và chúng tôi hy vọng rằng đây cũng sẽ là một trải nghiệm của các thí sinh. Ngay bây giờ, sau những thử thách, chúng ta xin mời quay trở lại sân khấu top 6 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình. Xin mời top 6 thí sinh ạ. Chào mừng các bạn đến với phần đánh giá và loại từ ban giám khảo. Trước mặt chúng ta là top 6 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình. Nhìn các bạn vẫn vô cùng đầy năng lượng và thật xinh đẹp trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn và nhà thiết kế Vương Khang. Và kể từ giờ phút này, sau hôm nay chúng tôi sẽ gọi các bạn là những người mẫu mới chứ không còn là những thí sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đánh giá từ ban giám khảo. Đầu tiên xin mời thành phẩm của team huấn luyện viên TD ạ. Và xin mời hai bạn cùng bước lên phía trước ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần hình ảnh các bạn đã thể hiện.
Hơi có nét nha. Rồi. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến từ giám khảo Vũ Thu Phương ạ. Xin chúc mừng tất cả các em. Thực sự chị đã được có những cái phút mà nổi da gà. Cảm ơn màn mở màn của Xin Sa với rất nhiều năng lượng, với rất nhiều cảm xúc và đã để lại cho chị được những cái phút mà được thưởng thức. Các em đã thực sự trình diễn. Các em đã biết gọi là move on cái body của em, cái thần thái của tụi em theo những cái nhịp diễn. Và có thể nói là chị thích nhất những cái lúc mà tụi em bị ngã và tụi em quay lại. Tụi em kiểm soát điều đó rất là tốt. Và với chị thì màn trình diễn vừa rồi của tụi em thực sự là chị rất hài lòng. Chúc mừng các em. Chúc mừng TD. Cảm ơn chị. Và với phần thể hiện của những tấm hình thì rõ ràng các bạn đã làm quen rất tốt. Các bạn đã rất quen với những cách chụp hình của lookbook, của những tấm hình ở trên mạng xã hội, social media. Nhưng với thử thách lần này, với những thử thách chúng ta gọi là chụp hình bìa tạp chí, cover magazines và những cái hình editorial, thì các bạn còn thể hiện khá yếu ở trong cái cách liên kết đôi mắt của mình với ống kính. Điều khá khen cho cả Xin Sa Phạm và Thế Duy đó chính là các bạn đã biết cách dừng lại đúng chỗ để cho ống kính có thể bắt được những cái moment, bắt được những cái khoảnh khắc mà các bạn tạo ra. Thế nhưng để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp với những shot hình thật sự mạnh mẽ và thu hút được khán giả, các bạn sẽ còn cần phải nhờ đến sự huấn luyện của huấn luyện viên và còn cần phải nhiều trải nghiệm hơn nữa. Bởi vì rõ ràng các bạn là những thí sinh đã có được khá nhiều shoot hình, nhưng thật sự những shoot hình đó chưa thuyết phục được giám khảo đưa ra những cái nhận xét và đưa ra những cái đánh giá cao cho phần thể hiện vừa rồi. Nó chỉ ở mức độ tốt. Và không biết huấn luyện viên Thùy Dương, bạn có điều gì muốn chia sẻ không ạ? Cảm ơn anh Nam Trung và chị Phương. Hôm nay thì mẹ có một lời khen đến tất cả mọi người vào ở phần thể hiện buổi tối. Nhưng cái phần buổi sáng chúng ta bắt đầu rất là thiếu năng lượng. Và đến lúc buổi tối khi mà các con bước lên sàn disco thì mẹ thật sự không nhận ra đây là hai đứa con của mình. Mình tưởng là những đứa con ở hành tinh khác. Thật sự là tất cả mọi người đều nổi da gà. Mẹ thì há hốc mồm, còn tất cả trường quay đều phải vỗ tay. Mẹ xin chúc mừng hai đứa. Và xin cảm ơn hai bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thành phẩm của đội huấn luyện viên Hờ Henie ạ. Và xin mời hai bạn bước lên phía trước ạ. The next phase is now. Say, say. Dạ, em cảm ơn anh Nam Trung. Ngày hôm nay khi mà hai bạn có mặt ở chặng đường cuối cùng, gọi là tập để chúng ta vào chung kết, thì bản thân Hen cảm giác rất là tự hào về tinh thần quyết liệt
và tinh thần chiến đấu của cả Stephen và Tuyền. Với ngày hôm nay, mặc dù là lật đật làm cho các bạn rất khó khăn, nhưng mà thấy được cái sự quyết liệt. Dù tay Stephen có bị thương, em vẫn thể hiện cái tính quyết liệt đó, chị rất là thích. Nhưng mà mình sẽ phải enjoy hơn, phải tự do hơn. Cả Tuyền cũng vậy, chị rất là thích cái thái độ khi mà em không có di chuyển được cái lật đật, nhưng mà em đi theo nó một cách rất là nhẹ nhàng và cảm nhận với âm nhạc. Hen chị muốn là ngày hôm nay chúc hai bạn, chúc hai người em tuyệt vời của Hen sẽ gặp may mắn. Và chúng ta cùng lắng nghe lời nhận xét quan trọng nhất trong tối ngày hôm nay dành cho các bạn. Xin mời chị Vũ Thu Phương ạ. Cảm ơn anh. Một lần nữa, chị cũng giống như là ba mentor của các em, chị chúc mừng các em đã hoàn thành một thử thách vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, với hai lần ngã của Stephen thì cái sự kiểm soát cảm xúc của em hơi tiếc cho chuyện đấy. Bởi vì sự kiểm soát cảm xúc của em nó hơi bị gãy mất và rất là đáng tiếc. Và kể cả trong cái quá trình mà em trình diễn ấy, thì chị vẫn cảm thấy em đang chơi với cái quả bóng nhiều hơn là em đang kiểm soát nó. Và đến Tuyền thì đúng như là các huấn luyện viên cũng nhìn thấy, chị tiếc lắm khi mà em chưa đủ tin huấn luyện viên của em. Thực sự ngày hôm nay khi ngồi ở trên đấy thì chị nhớ là Hen thì Hen cũng hỏi đúng không, em có tin chị không? Đến giờ phút này cũng không tin thì còn tin ai nữa. Thế nhưng mà thực sự em vẫn không đủ tin. Vì em không đủ tin nên em không dám buông cho em rơi tự do hơn. Để tại vì ấy, cái chị rất thích cái ý tưởng của cái trái cầu này. Bởi vì nó là một cái sự swing của cảm xúc, của cái hình thể. Thì ngày hôm nay chị rất tiếc, chị thích khuôn mặt của Tuyền nhiều lắm. Bởi vì tất cả những thứ trên set, cái shape mặt của em, mọi thứ nó rất là model. Chị nhìn rất là model, em có thần thái. Khi mà em kiểm soát được mọi thứ là thần thái của em sẽ xuất hiện. Tuy nhiên nó phớt qua quá nhanh. Dù rằng em có những cái khoảnh khắc vẫn được bắt lại, nhưng mà có quá nhiều cái khoảnh khắc mà em vẫn chưa vượt qua được chính bản thân mình. Cảm ơn các em rất là nhiều vì đã nỗ lực. Còn với anh trong phần chụp hình thì anh nghĩ rằng điểm thiếu sót của không những là chỉ hai em mà còn tất cả các em ở đây đó là gì? Mình phải hiểu mình nhiều hơn để chúng ta có thể đưa ra những cái tấm hình đúng yêu cầu. Cảm ơn sự chia sẻ của các vị huấn luyện viên, của giám khảo Vũ Thu Phương và cảm ơn hai thí sinh của đội huấn luyện viên Thời Henier. Ngày hôm nay các bạn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Xin chúc mừng hai bạn. Đó chính là thành quả của team huấn luyện viên Lương Thùy Linh ạ. Và xin mời hai bạn bước lên phía trước ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của huấn luyện viên Lương Thùy Linh ạ. Dạ, em cảm ơn anh Nam Trung. Thực sự khi mà đến thử thách cuối cùng thì có lẽ là Lương Thùy Linh không còn nhận ra Hờ Vi và Y Hạ của những tập đầu nữa. Hôm nay các em thực sự làm chị rất bất ngờ khi mà các em thực hiện photoshoot cũng như là các em thực hiện thử thách trên con lật đật. Y Hạ thực sự là một người khác. Em thực sự đã lột xác khỏi một Y Hạ cũ, một Y Hạ rụt rè và hơi cứng đầu một chút. Nhưng mà hôm nay em đã thể hiện rất là tốt. Chị không hề cảm thấy nỗi sợ của em khi mà em đứng trên một con lật đật tròng trành như vậy. Hờ Vi cũng vậy. Em cũng rất là dũng cảm. Mặc dù là chúng ta còn là lính mới, còn là những trang giấy trắng, nhưng mà chị mong là đây sẽ là những trải nghiệm rất quý giá cho một hành trình dài của các em. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời nhận xét của giám khảo Vũ Thu Phương ạ.
Xin cảm ơn anh Nam Trung. Xin chúc mừng hai em đã vượt qua thử thách của bản thân mình. Và chị có lời nhận xét cho Phạm Phan Y Hạ. Y Hạ ơi, khi mà em rớt xuống á, em hơi bị luống cuống. Và cái việc giữ cảm xúc của em cũng lại không tốt. Khi mà em không bắt được cái cảm xúc của bản thân mình, khi mà em không nghe nhạc á, là y như rằng là em đang hơi chơi vơi. Nhưng chị rất thích mỗi một lần mà em thoát ra khỏi. Thỉnh thoảng chị thấy có những cái giây phút mà em thoát ra khỏi được cái cảm xúc lúc đó của em. Tự nhiên em feel em bay mà thỉnh thoảng chị cũng hơi nổi da gà. Nhưng nó chỉ là hơi hơi thôi, bởi vì nó tắt hơi sớm. Đúng không? Nếu như mà em tập luyện kỹ hơn và em kiểm soát cái cơ thể của em tốt hơn, chị nghĩ rằng chỉ cần em cháy hết mình nhiều hơn thì chắc chắn là em sẽ sáng hơn rất nhiều. Đó, đấy là lời nhận xét của chị dành cho Y Hạ. Và Havikatela, chị nhớ hoài thì câu mà Lương Thùy Linh nói với em á, là em với đi, em muốn với một cái gì đó đi. Và y như rằng em với thật. Hôm nay chị thấy chị kỳ vọng nhiều hơn ở em. Và hôm nay em hơi với quá. Em không free, em không tự do. Kể cả khi mà em mặc cái bộ đồ con ngựa ở trên sân khấu, đến mức độ như thế chị vẫn thấy em tự do hơn bây giờ, ngày hôm nay. Có đúng không? Điều đó thật sự đáng tiếc. Khi mà trên sân hình, Hợp Vi lại một lần nữa làm cho chị hơi thất vọng ở ánh mắt. Lẽ ra Hợp Vi kiểm soát ánh mắt và khuôn miệng tốt hơn chứ. Kiểm soát lại, chị nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn nhiều em ạ. Nhá, đó là lời nhận xét của chị dành cho hai em. Anh cũng đã chia sẻ với tất cả mọi người rồi. Các em đều có những cái tố chất khác nhau. Người có cái mặt mạnh này, người có cái mặt mạnh kia. Nhưng các em phải hiểu bản thân của các em. Các em phải tìm tòi nó, phát triển nó và vượt qua tất cả những thử thách, chướng ngại để có thể hoàn thiện kỹ năng của mình hơn. Và như vậy chúng ta đã cùng nhau xem lại kết quả và đưa ra những lời nhận xét dành cho các bạn thí sinh. Bây giờ chúng tôi cần thời gian để đưa ra kết quả đội nào sẽ là đội chiến thắng. Xin hẹn gặp lại các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với phần công bố kết quả từ ban giám khảo. Đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta có mặt cùng nhau tại phim trường này trong phần đánh giá và loại từ ban giám khảo. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã qua một khoảng thời gian đầy cảm xúc và điều này sẽ không quay trở lại. Hơn ai hết tôi mong rằng qua toàn bộ quá trình trong cuộc thi sẽ để lại cho các bạn không những kinh nghiệm mà còn là những cảm xúc, những kỷ niệm đẹp. Trước khi nói lời chia tay với nhau, chúng tôi có một món quà dành cho tất cả các bạn thí sinh. Xin mời các bạn cùng hướng mắt lên màn hình. Em sẽ chọn chị Ti đi. Em xin về đội của chị Thùy Linh. Cảm ơn Hà. Chia tay nơi đây. Cảm ơn em. Nơi kỷ niệm trong ta. Lò vé. Chị thấy chân mày của em. Chị chỉ đợi mãi đến giây phút này thôi đó Vi. Bao điều giản dị cho tràn ngập lòng trời ơi. Các bạn ơi, YOLO! Trái tim luôn. Các bạn chỉ sống một lần thôi, hãy cố gắng hết mình. Yeah! Thật sự thí sinh năm nay rất là chất lượng nên mình cũng không biết cho chứ. Nói nghe nè. Chị Hen ơi, chúng em đã ghét chị Hen. Ủa sao vậy mọi người? Buồn vui ta có
giản dị cho nhau, nơi tình yêu sáng trong từng con tim. Chia tay nơi này một mình tôi thôi, xa nhau rồi nghẹt ngào trong tôi, vì cuộc vui này sao quá mau. Chúc mừng đội của Hen Nhi. Dù hôm nay rời xa nhưng trái tim luôn gần nhau. Ngày chia tay sẽ nhớ mãi những ngày gần nhau. Nơi kỷ niệm trong ta giờ sao khó cũng đã tham gia rất nhiều những cái cuộc thi người mẫu rồi, nhưng đến với cả The Next Way á, đây là một chặng đường mà đối với anh nó nhiều cảm xúc nhất. Anh cảm thấy rất là thích, rất là yêu, đấy chính là cái năng lượng của các em, nó trong trẻo lắm, đặc biệt là top 6 của chương trình hiện tại. Anh được chứng kiến học trò của mình trưởng thành hơn, và đặc biệt vui hơn nữa đó chính là được làm việc chung với Hennie, với Lương Thùy Linh, những gương mặt mà trước đó Trung không nghĩ rằng sẽ lại là những người nhiệt huyết đến như thế và sẵn sàng chia sẻ với các bạn trẻ nhiều đến như vậy. Thế nhưng chúng ta vẫn phải quay về với ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả từ ban giám khảo. Đội chiến thắng của ngày hôm nay sẽ chính là đội bảo toàn được toàn bộ thí sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc đội đó sẽ có 2 thí sinh bước vào đêm chung kết.
và huấn luyện viên chiến thắng sẽ là người đi chính giữa. Ngoài ra, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao một giải thưởng vô cùng quan trọng dành cho thí sinh xuất sắc nhất, và người lựa chọn sẽ chính là chị Vũ Thu Phương. Thí sinh xuất sắc nhất trong buổi ngày hôm nay sẽ nhận được một voucher trị giá 10 triệu đến từ công ty cổ phần Tiki, với mua sắm thỏa thích tất cả các mặt hàng, tất cả các nhãn hàng, miễn phí ship. Và tôi xin nhường lại phần công bố kết quả cho giám khảo khách mời, siêu mẫu Vũ Thu Phương ạ. Cảm ơn anh Nam Trung. Thật sự là chị cũng không được đi cùng với các em trong suốt chặng đường. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, chị thực sự nhìn thấy các em lột xác. Các em đã bắt đầu chạm vào được cái cảm xúc bên trong của các em nhiều hơn rồi. So với những chặng đường ban đầu, thì tụi em đã quá trưởng thành. Và chị tin chắc 100% là tất cả những cái trải nghiệm này nó quá tuyệt vời với thanh xuân của tất cả chúng ta. Và rất là may mắn khi mà chị có mặt ở đây, chị đã được sống lại thanh xuân chị một lần nữa. Chị vui lắm khi mà chị quyết định quay trở lại với showbiz. Cái sự vui của chị nó sâu hơn, nó chắc hơn khi chị ngồi cùng với các mentor, thế hệ đàn em của chị. Không phải vì thí sinh của các em giỏi lên, mà vì các em thương các em ấy. Thực sự ngồi mà cứ suốt ngày ôi thương quá, ôi xót quá, ôi chảy một chút xíu máu thôi, bản thân mình có chảy máu thì chắc cũng sẽ không là gì cả đâu. Chị nghĩ rằng là nó lớn hơn là tình đồng nghiệp mất rồi. Ở đây chúng ta đã có tình thân. Chị hạnh phúc khi mà thế hệ kế thừa tiếp theo, The Next Face Việt Nam, có được những tấm lòng này. Mỗi người giỏi đẹp theo một cách khác nhau, nhưng sự văn minh mà các em đang có ở trong cái chương trình này, tôi tự hào về các bạn. Chị có một lời ngợi khen cho ba huấn luyện viên. Bằng cái tình cảm của các em, bằng cái sự nỗ lực kiên trì của các em đã làm được những điều mà chị nghĩ là to lớn. To lớn hơn bất cứ một giải thưởng nào. Và chị tin chắc tương lai của showbiz Việt, của nhan sắc Việt sẽ thay đổi rất nhiều với sự văn minh này. Làm ơn hãy giữ sự văn minh này, tình yêu thương này dành cho nhau. Và không chỉ cho thí sinh đội mình, mà cho cả thí sinh đội bạn. Điều đó quý giá hơn nhiều các em ạ. Nếu như ngày hôm nay thí sinh nào phải ra về, chị rất tiếc cho kết quả đó. Trước khi công bố kết quả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe các vị huấn luyện viên. Xin mời huấn luyện viên Henie chia sẻ về cảm xúc của bạn lúc này ạ. Em cảm ơn anh Nam Trung, cảm ơn chị Vũ Thu Phương. Em thật sự như chị Vũ Thu Phương nói, là em coi các bạn như là người nhà. Em không coi các bạn là những thí sinh, nên tất cả mọi thứ mà được chia sẻ bằng cả trái tim. Mặc dù là tụi em vẫn còn nhiều thiếu sót, tại vì tụi em thực sự là những người mới. Và đó giờ trải nghiệm về lĩnh vực mà thiên về showbiz hay về người mẫu hay thiên về thời trang không nhiều. Em là hoa hậu, em chỉ gọi là đi các công tác xã hội của em chỉ đi làm việc thôi. Lần đầu tiên mà em chịu một cái áp lực rất là lớn, không phải là chỉ lo cho mình mà lo cho các bạn thí sinh khác. Kiểu tất cả những cái lo đó là muốn các bạn tốt, muốn các bạn thành công, muốn các bạn chiến thắng, nên là làm hết sức. Và đây đúng là một cái cơ hội rất là tuyệt vời. Hiển nhiên trong quá trình tụi em làm cũng có những thiếu sót, có những lúc tụi em cũng bực tức, nhưng chung quy là một bài học vô cùng quý giá đối với cá nhân em. Em rất thích chị Phương nói là mong muốn sẽ có thế hệ người mẫu sẽ biết quan tâm nhau, nâng đỡ nhau và tạo ra một thế hệ người đẹp, người mẫu, văn minh. Thật sự đó cũng là những cái điều tâm niệm của em khi mà em làm việc. Em không muốn là người ta đánh đồng về nghề người mẫu hay là những người đẹp thì với đại gia, hay là người ta đánh đồng nhiều thứ về nghề. Em muốn tất cả các bạn hay chính cá nhân em là bằng sự nỗ lực, bằng sự nhiệt huyết, bằng sự yêu nghề, bằng sự trưởng thành, bằng sự thay đổi. Và em muốn truyền tải những cái điều đó qua những cái việc em làm, những việc em chia sẻ. Đảm nhận một người leader áp lực nhiều, tại vì em sợ là khi các bạn về team của mình, các bạn sẽ không có nhiều cơ hội, lỡ mình làm không tốt vai trò của mình thì lại ảnh hưởng các bạn. Nhưng mà đây quả là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Em cũng muốn cảm ơn Multimedia, cảm ơn chị Trang. Tại vì em có cơ hội được thi Next Top Model, và đó như là bước đệm, bàn đạp cho em làm tiếp theo và em thi Hoa hậu. Cảm ơn tất cả các anh chị ekip đã dành rất là nhiều thời gian để có thể là tạo ra một chương trình mới cho các bạn trẻ, các bạn người mẫu.
Hen cũng muốn cảm ơn ekip của Hen trong thời gian qua đã luôn bên Hen, khích lệ động viên Hen. Ngày hôm nay chỉ có 6 bạn lắng nghe những điều này thôi, nhưng mà hãy nhớ rằng chúng ta hãy làm tất cả mọi thứ là vì chúng ta yêu nghề, bằng mọi sự nhiệt huyết tuổi trẻ của chúng ta. Một lần nữa cảm ơn nơi này, chân thành cảm ơn rất nhiều. Đó là những điều mà em muốn chia sẻ, hơi dài. Dạ. Henie cần có những thế hệ đi trước như Vũ Thu Phương để có thể trưởng thành hơn, thì các bạn trẻ cũng cần những người như Henie, Lương Thủy Linh, TD để có thể trưởng thành hơn. Bởi vì các bạn có những kinh nghiệm quý giá có thể truyền lại cho các bạn trẻ. Và không biết Lương Thủy Linh, bạn nghĩ gì trong toàn bộ chương trình này ạ? Dạ, cảm ơn anh Nam Trung. Thực sự đây là một vai trò khá là mới với Lương Thùy Linh. Và ban đầu em có nghĩ là liệu đây có phải cái áo quá to cho Lương Thùy Linh hay không. Nhưng mà em nghĩ là em đã rất là dũng cảm khi mà nhận lời trở thành mentor của chương trình. Vì cũng giống như chị Hen chia sẻ là tham gia chương trình truyền hình thực tế thì mỗi mentor không chỉ lo cho hình ảnh của chính họ mà còn lo cho hình ảnh và đường đi của 4 thí sinh trong team mình nữa. Và thực sự đấy là một trọng trách quá là lớn. Và đây là lần đầu tiên mà Linh được tham gia một show truyền hình thực tế. Qua đó thì em cũng hiểu được hơn về sự khắc nghiệt và sự căng thẳng, cũng như là những đam mê và nhiệt huyết của những người mẫu. Em nghĩ là trong The Next Way Việt Nam 2021 thì không chỉ là các bạn thí sinh được học đâu, mà cả 3 mentor đều học hỏi được rất là nhiều. Và em thực sự cảm thấy biết ơn những thế hệ đi trước là anh Nam Trung và chị Vũ Thu Phương, cũng như là chị Hen và chị TD. Đôi khi là chúng ta có một chút bất đồng, nhưng mà em tin là vì đại cuộc chúng ta đang làm, vì một thế hệ người mẫu tương lai văn minh và đam mê và nhiệt huyết với nghề. Và nhân đây thì cho em xin được cảm ơn Multimedia, chị Trang Lê, cũng như là các anh chị, anh Nam Trung, chị Vũ Thu Phương, chị Hen, chị TD. Cảm ơn tất cả các bạn thí sinh, cũng như là cảm ơn tất cả các anh chị ekip trong suốt thời gian ngắn ngủi vừa qua đã dạy Lương Thủy Linh rất nhiều bài học. Và em mong là sẽ có cơ hội được hợp tác tiếp tục với mọi người. Xin cảm ơn Lương Thủy Linh rất nhiều. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe TD ạ. Thật ra nãy giờ là hai mentor đã nói hết nỗi lòng của em rồi. Thật sự đây là một ngôi nhà của em. Sao tự nhiên đến đây cái khóc quá trời luôn. Em đã ở trong ngôi nhà Minh Ti từ 10 năm trước. Em biết là em rất là gai góc, nhưng mà em còn nhớ những ngày đầu anh Nam Trung, người thầy của em, đã nói với em là em chỉ đang xù lông lên để bảo vệ chính mình mà thôi. Và em nghĩ rằng là qua chương trình này thì em đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Tư duy của em cũng đã thay đổi. Em xin cảm ơn người thầy của em, anh Nam Trung. Em xin cảm ơn chị Trang và tất cả công ty Multimedia. Và em xin cảm ơn người chị của em, Vũ Thu Phương. Em còn nhớ rất rõ những gì mà ngày xưa chị em mình đi diễn. Và khi đến đây em càng hâm mộ chị hơn. Bởi vì những gì mà chị thể hiện chính là những gì mà em cần học hỏi thêm. Và thật sự là em muốn cảm ơn những người con của em. Em biết là khi các con vào đội của em thì các con cũng đã phải chịu những rất là nhiều điều. Nhiều khi em không có ekip, hoặc là các con của em cũng đã có những bộ hình rất là trễ nải, nhưng mà các con vẫn tin tưởng bảo vệ em hết mình. Và em hứa khi mình đã nhận mình làm mẹ thì sau chương trình em vẫn sẽ là một người mẹ, một người chị dìu dắt các thí sinh của em trên suốt con đường làm nghề. Bởi vì em tin rằng là thế hệ của tụi em và thế hệ của các con em sẽ luôn máu lửa và luôn nhiệt huyết với nghề. Cảm ơn Hen lúc nào cũng đã an ủi nhắn tin. Và cảm ơn Linh lúc nào cũng tặng quà cho TD. Rồi TD chỉ biết nói như vậy thôi chứ không là khóc tiếp. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Và trọng trách của chị Vũ Thu Phương chúng ta sẽ phải thực hiện thôi ạ. Cái quyết định này nó quá quan trọng. Nó không phải là tất cả, nhưng nó lại là thành quả của một quá trình, của chính ngày hôm nay. Thế nên chị chúc mừng team.
cái quyết định này nó quá quan trọng. Tuy nhiên, nó không phải là tất cả, nhưng nó lại là thành quả của một quá trình, của chính ngày hôm nay. Thế nên, chị chúc mừng team. Chị chúc mừng team. Đi đi. Đi đi. Chị biết méo rồi. Không tin là mình là người chiến thắng ở trong tập bán kết ngày hôm nay. Nhưng mà nhìn nhận lại tất cả thì tôi cảm thấy có một cái sự công bằng ở đây. Mình không chiến thắng ở trong vòng này cũng cảm thấy hơi buồn một chút. Nhưng mà chiến thắng dành cho chị TD rất là xứng đáng. Tại vì team của chị TD đã làm quá là tốt. Cảm xúc của mình vỡ hòa. Tất cả những cái sự cố gắng của team trong tất cả cái thử thách vừa qua đã được đền đáp. Và thí sinh xuất sắc nhất của ngày hôm nay đó là chị chúc mừng team TD với hai thí sinh xuất sắc nhất của ngày hôm nay. Và xuất sắc nhất đó là gì? Nói gì nữa bây giờ? Em đã tuyệt vời. Em đã có cái moment mà em swing, em quay cái người mà chị bảo là cái đó mà mình được làm nó cũng đã lắm. Mà không biết mình có làm được như em ấy hay không nữa cơ. Bởi vì cái sự uốn, cái sự dẻo, cái sự mà moving của em á, cho chị đôi ba lần nổi da gà. Chuyện đó không đơn giản. Chúc mừng Di, chúc mừng TD và chúc mừng Sisa, cô gái mở màn. Phải tán dương em nhiều hơn nữa bởi vì em kiểm soát thử thách quá tốt. Đó là một lời khen ngợi lớn dành cho em. Và một lời khen ngợi lớn hơn nữa dành cho TD. Bởi vì sự nỗ lực bao lâu nay của em, ngày hôm nay nó đã chứng minh và thành quả của em. Chúc mừng em rất là nhiều. Rõ ràng đội TD hôm nay Phương nhìn thấy được sự muốn chinh phục. Và các bạn ấy tin rằng mình sẽ chinh phục được. Đây là hai thí sinh mà Phương cảm thấy gần như là không sợ hãi. Và Duy là thí sinh xuất sắc nhất, là thí sinh hoàn toàn không sợ hãi. Điều đó là một điều đã chiến thắng được bản thân và chiến thắng được thử thách của cuộc thi. Vâng, và xin chúc mừng huấn luyện viên TD. Team của bạn là team chiến thắng trong tập này. Điều đó đồng nghĩa với việc Thế Duy, Sinsa, hai bạn chính là hai thí sinh đầu tiên bước chân vào trong đêm chung kết của The Next Phase Việt Nam năm 2021. Chiến thắng ở bán kết này là chiến thắng đúng chỗ, đúng thời điểm và đúng cái gọi là quan trọng. Và bây giờ xin mời TD bước lên đây và xin mời chị Vũ Thu Phương dắt Thế Duy và Sinsa cùng đi thẳng vào đêm chung kết ạ. Dạ, cảm ơn anh. Và với chiến thắng của huấn luyện viên TD, điều đó đồng nghĩa với việc cả hai team của huấn luyện viên Lương Thủy Linh và Henie, bốn thí sinh, các bạn cùng bước vào vòng nguy hiểm. Xin mời. Tôi xin nhường lại sân khấu cho huấn luyện viên TD. Bạn sẽ chính là người quyết định thí sinh nào là thí sinh xuất hiện trong đêm chung kết của chương trình The Next Phase Việt Nam năm 2021 và thí sinh nào là thí sinh phải ra về. Xin mời. Nắm gì cứ tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt tiki ngay. Trước mặt TD là hai cô hoa hậu rất là xinh đẹp và là hai người đồng nghiệp rất là có tâm huyết với nghề, rất là dễ thương trong những ngày qua. Nhưng rất tiếc, trong kết quả ngày hôm nay thì chỉ có một thí sinh mà TD muốn đưa vào vòng chung kết. Oh my god. Ôi, là hai đứa đi về. Ba thí sinh còn lại, công bằng mà nói,
các em đều vẫn chỉ có một màu. Tuyền, cho chị Ti đi hỏi, trong đội của em nghĩ ai là người chị có thể đưa vào vòng chung kết? Dạ, em cũng chưa biết nữa. Thương quá. Tuyền, nghiêm túc vào, chị la em. Trước giờ chị Ti đi nói, em vẫn chỉ là một cô gái rất là nhí nhảnh, rất là thập niên 2000 và năng lượng rất là trẻ trung. Nhưng thật sự qua phần thử thách ngày hôm nay, chị chưa nhìn thấy những cái hình ảnh khác, những cái màu sắc khác ở trong em. Vậy em có nghĩ em là người xứng đáng được chị Ti đi đưa vào vòng chung kết hay không? Từ ngày casting tới giờ, em vẫn luôn cố gắng và hoàn thiện mọi thứ thật tốt. Tuy là em bị thiếu sót nhiều, rất nhiều, nhưng mà mọi sự cố gắng nỗ lực của em biết chị Ti Ti sẽ thấy và hiểu được nó. Tại vì chị Ti Ti cũng từng ở giống như em, nên là em nghĩ chị Ti Ti sẽ hiểu được em cố gắng như thế nào. Phần thử thách hôm nay em làm chưa tốt. Thật ra là em hơi bị sợ, tại vì cái chân của em nó hơi yếu. Cái đôi boot này nó trơn á, kiểu em mà ngã ra sau á thì cái người của em nó sẽ tuột luôn. Em sợ là tuột thì nó sẽ không có an toàn, nên là em giữ. Với một phần là người em thì nó yếu quá, nên là khi mà em đứng trụ ở đó, cái người em không thể thả lỏng ra được. Trụ mà nó cứ ngực lại vậy nè. Thật sự là em nghe chị Hen nói là thả. Em thả nhiều lần rồi nhưng mà cái lực chân của em nó quá yếu, em không thể đẩy hoàn toàn ra được. Nên cái đó là cái phần mà em rất là tiếc. Khi mà thi xong á, em đi tùm lum hỏi là em thi có được không. Nhưng mà mọi người nói là khúc đầu em hơi vậy, nhưng mà khúc sau thì em mới làm được tốt hơn. Nhưng mà em vẫn thấy khó chịu. Khi mà giờ mà ai hỏi em á, phần thấp hôm nay như thế nào, em nói em chưa thực sự đã. Tiền, em có muốn nhường Stephen cơ hội này để vào đêm chung kết hay không? Dạ, nếu mà Stephen quyết liệt muốn vào vòng chung kết bằng mọi cách á, không như Stephen hàng ngày, em có thể suy nghĩ lại. Chị hỏi có hay không? Em nghĩ là 8 giờ sáng rồi, có hay không? Em nghĩ là em không muốn nói ai xứng đáng phải vô. Có hay không? Dạ, đối với em thì em xin trả lời là do chị quyết định, em không muốn. Nếu như mình nói mình nhường cho Steven, nhưng Steven lại nghĩ rằng cái đó là cái sự nhường và Steven không xứng đáng để có cái quyết định đó thì nó cũng là vô lý. Mà nếu như mình nói là mình không nhường thì mình có thật sự làm tốt không khi mà chị Ti hỏi như vậy? Hen. Dạ. Em hãy trả lời dùm câu hỏi của Tuyền được không? Dạ, thưa chị Ti Đi. Tới ngày hôm nay, đối với khả năng của em thì em cũng đã làm hết mình rồi. Và với phần thử thách thì các bạn cũng cố gắng hết sức. Tại vì mình biết mình leo lên mình còn cảm giác sợ nữa. Nên là khi mà có mặt tại đây rồi, dù bạn nào đi tiếp hay bạn nào ở lại, thì đối với em cũng làm hết sức rồi. Và hành trình của các bạn đối với em cũng rất là tuyệt vời rồi. Em xin phép không trả lời câu hỏi của chị. Chị sẽ trân trọng quyết định của Hen. Hờ Vi, trước giờ em là một cô gái rất là ngọt ngào, rất là thông minh. Em có cảm nghĩ gì trong ngày hôm nay khi mà em vượt qua thử thách? Sau khi mà em vượt qua thử thách vừa rồi thì thật sự thì em biết là trong phần thử thách em vẫn còn khá là nhiều thiếu sót và em vẫn chưa có thể nhập tâm vào cái thần thái của những năm 70 và 80. Ban đầu em vẫn còn khá là sợ hãi với cái hình thể của em và lực của cơ thể em không thể nào mà đẩy cái quả cầu xuống được, cho nên em rất là lo là mình có thể thực hiện tốt phần đó hay không. Nhưng mà 2 phút cuối cùng em đã cố gắng có thể xoay được cái vòng thì em nghĩ là bản thân em đã vượt qua chính nỗi sợ của em và vượt qua thử thách này. Em nghĩ là phần thử thách vừa rồi em rất tự hào về bản thân em. Đối với bản thân chị, Y Hạ hôm nay có phần thể hiện tốt hơn cả Vi. Như vậy, chị hỏi một câu, em có muốn nhường cho Y Hạ vào vòng chung kết hay không? Em sẽ trả lời là có. Bởi vì trong phần thử thách vừa rồi, em vẫn có khuyết điểm khi mà em vẫn chưa vượt qua được cái nỗi sợ. Nhưng mà đối với em á, chị Hạ đã chiến thắng bản thân mình để trở thành một Hạ mới. Cho nên là mình sẽ luôn ủng hộ chị Hạ.
Ban đầu mình vẫn hy vọng và mong rằng mình và Hợp Vy sẽ nắm tay nhau đi vào vòng chung kết. Nhưng mà khi chị Tê Đi quay qua hỏi Hợp Vy, trong lòng mình như thắt lại á. Tuy là thời gian rất là ngắn nhưng mà tình chị em của hai đứa mình rất là sâu sắc. Linh ơi, em nghĩ như thế nào về câu trả lời của bé Vy? Dạ, em nghĩ là tình cảm giữa bé Vy và Y Hạ nó vượt qua tình cảm giữa hai người thí sinh bình thường. Hai bạn đã quá là gắn kết với nhau và hai bạn như là chị em với nhau. Thế nên là một khi đã là chị em thì thực sự họ có một cái gắn kết rất là đặc biệt và họ rất muốn dành những cơ hội tốt nhất cho người còn lại. Em thực sự trân trọng cái điều đó. Linh không cảm thấy bất ngờ khi mà Vy nói là Vy muốn nhường cơ hội cho Y Hạ. Tại vì Linh biết là hai bạn đã rất là gắn bó, giống như là hai người chị em vậy. Thế là Hờ Vy mới nhường cơ hội này cho Y Hạ. Mặc dù là team em có tính đồng đội rất là cao, các bạn rất sẵn sàng nhường một cơ hội tốt hơn cho những người chị em còn lại trong đội, nhưng không có nghĩa là các bạn thiếu đi nhiệt huyết. Các bạn vẫn biết các bạn là ai, các bạn muốn làm gì, chỉ đơn giản là các bạn quá thương người còn lại thôi. Nếu được chọn một trong hai thì em muốn giữ lại ai? Em giữ cả hai. Có mentor nào nỡ lòng khi mà nhìn thấy các đứa con của mình đang đứng trong vòng loại mà lại chỉ một đứa ra và nói tôi loại đứa này hay không? Không thể nào. Linh nghĩ là chị TD cũng sẽ biết là hai mentor, chị Hen và Linh sẽ không chọn loại ai cả. Nhưng mà có lẽ chị TD muốn nghe thêm một chút sự chia sẻ của hai người ngồi bên dưới để có thể xem xét lại quyết định của mình. Stephen, em sẽ dắt tay Stephen, em sẽ dắt tay Y Hạ chia tay hai bạn còn lại, bởi vì đây là kết quả cuối cùng của chị. Chị muốn Y Hạ và Stephen sẽ cùng nhau bước vào vòng chung kết để chiến đấu với hai đứa con của chị. Hả? Là sao? Em được vào chung kết hả? Ok, chúc mừng em. Thật không chị? Thật không chị? Tí Đi đã quyết định hai gương mặt được bước vào vòng chung kết chung với lại hai đứa con của mình, dựa vào cái thực lực, cái sự thể hiện hết mình trong suốt ngày hôm nay. Quyết định khi đưa Y Hạ vào chung kết của chị TD là một quyết định rất là xứng đáng với Y Hạ. Tại vì mọi người cũng có thể thấy ở thử thách cuối cùng này Y Hạ đã thực sự lột xác. Điều này không có nghĩa là Hờ Vy không làm tốt, chỉ đơn giản là Hờ Vy thiếu một chút may mắn mà thôi. Không có thấp, đúng rồi. Hiện tại thì Vy cũng khá là buồn khi mình sẽ phải chia tay chương trình, nhưng mà mình có được những cái trải nghiệm khiến cho Vy khá là vui, cho nên Vy khá là xúc động. Và càng xúc động hơn nữa là chị Hạ là một người đồng đội của mình bước vào vòng chung kết của chương trình Tennis Fan, một điều mà mình rất là tự hào. Em có biết tại sao Vy lại như cơ hội đó cho em? Vy có nói với em là Vy sẽ quyết tâm, cho dù có bất kỳ điều gì nữa thì Vy cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào cái vòng chung kết. Nhưng mà tại sao em cũng đội chỉ còn có hai người thôi, Stephen và Tuyền cũng hơi thân với nhau mà vô thì cũng có một chút buồn, nhưng mà phải chịu thôi vì đây là cuộc thi nên khi có người phải ra về, hai đứa mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng đỡ lo hơn. Rồi đi vô với Y Hạ, cái bé nắm tay Y Hạ kìa. Cảm xúc của mình thì không buồn, không biết gì nhà có buồn không, nhưng mà giờ thấy không buồn. Thấy rất là vui cho Stephen vì Stephen xứng đáng ở lại. Chúng ta có những giây phút cuối cùng để chia tay nhau. Nhìn hai đứa con còn lại khóc rất là nhiều, thì cảm thấy là giống như là mình đã tước đi cơ hội của hai bé. Không biết giải thích làm sao. Giờ mình đã hiểu cảm xúc của Hen khi hai lần ngồi trên chiếc ghế đó. Chị đã thấy em cố gắng rồi, nên là gì như thế nào chị cũng thấy vui, đúng không? Lúc nào vô chị cũng vui á, lúc nào về chị cũng vui luôn. Đi ôm chị đi cái, lấy hơi chị đi đi.
Ngày đầu mình đến với chương trình, mình là một cô gái rất là trẻ con. Nhưng mà sau khi trải qua những cái thử thách cũng như là đồng hành cùng chương trình thì mình cảm thấy ngày càng trưởng thành hơn, học được rất nhiều điều từ mọi người xung quanh, không chỉ là những mentor mà từ những anh chị, ekip. Tất cả mọi người đều đối xử với mình rất là tốt. Và khi mà rời khỏi The Next Phase Việt Nam, mình mất gì hết á. Mình sẽ học thêm về các work, về người mẫu. Đâu phải kết thúc chương trình là kết thúc tất cả đâu. Mặc dù em chỉ lọt vào top 6 và không thể đi đến vòng chung kết, nhưng mà em thấy sau chương trình em học hỏi được rất là nhiều. Em cảm thấy rất là tự hào về khả năng của bản thân mình. Em đã lột xác, em đã mở lòng hơn, có thể chia sẻ câu chuyện của bản thân cho mọi người nghe. Và em quen chị Hà nên là em sẽ luôn ở sau lưng ủng hộ chị hết mình. Hành trình của Thế Duy ở The Next Phase Việt Nam 2021 là một hành trình dài không tưởng. Cũng có những lúc mình đã làm không tốt, nhưng nỗ lực và cố gắng của mình thì chắc chắn không ai bằng. Mọi người cố gắng 100% thì Thế Duy cố gắng 1000%. Hành trình này đã cho Thế Duy một lượng kiến thức khổng lồ, cũng như những kỹ năng nghề nghiệp có thể nói là một hành trang rất là quý báu mà có tiền cũng không mua được. Bởi vì nó sẽ là một hành trang theo Thế Duy suốt cả cuộc đời làm mẹ. Và chương trình The Next Phase còn cho mình thêm một người mẹ, một người sư phụ, một người thầy, người mà đã dìu dắt mình và các đồng đội qua các thử thách. Tụi mình đã lớn lên rất nhiều trong chương trình này. Và chắc chắn rằng mọi người sẽ được thấy một Thế Duy đầy sự bất ngờ trong đêm chung kết. Sẽ rất vui khi được đại diện cho cộng đồng LGBTQ+ đứng tại đêm chung kết top 4 của The Next Phase Việt Nam năm nay. Xin xe đã trải qua rất là nhiều thử thách, và những thử thách đấy giúp cho mình được lớn hơn, được trưởng thành hơn và có được nhiều cái bản lĩnh. Và mình mong là tất cả những bạn trong cộng đồng LGBTQ+ có thể nhìn thấy được ở đây được sự hiện diện của mình, và mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn, chỉnh chu, chuyên nghiệp và nghiêm túc hơn khi đến với cái thị trường người mẫu tại Việt Nam, khi đến với đêm chung kết của The Next Phase Việt Nam. Xin xe tin chắc rằng mình là một cái màu sắc rất là đặc biệt, và mong mọi người sẽ đón chờ cái sự xuất hiện của mình. Nó sẽ thật sự khác biệt, thật sự high fashion, thật sự chuẩn của một The Next Phase của Việt Nam năm nay. Hành trình của mình đến với The Next Phase thì có rất là nhiều kỷ niệm. Lúc trước mình khá là rụt rè và thiếu tự tin về bản thân của mình, và sống rất là nội tâm và không bao giờ mình chia sẻ nhiều cho bất kỳ ai. Và mình cũng khá là không có tin tưởng về những người xung quanh của mình. Từ khi mà mình tham gia chương trình, cuộc sống của mình đã được thay đổi lên một chút, nó vui vẻ hơn. Trước đây thì mình chỉ đi chụp về lúc bút. Từ khi mà tham gia The Next Phase, mình đã được học rất là nhiều về khả năng cắt work, diễn xuất, và được các anh chị truyền lại các kinh nghiệm cho mình khá là nhiều. Và team mình là thí sinh duy nhất của team chị Hà Anh Nhi được vào chung kết. Cảm xúc của mình khá là vui và có một chút hồi hộp, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết mình để mà đại diện cho ba thành viên còn lại chiến đấu trong đêm chung kết, không phụ lòng của các bạn khán giả luôn ủng hộ team Hà Anh Nhi, và mình sẽ cố gắng hết mình. Và thông qua Facebook thì mình muốn gửi lời nhắn tới daddy của mình và các anh chị luôn luôn theo dõi và ủng hộ của mình, là mình rất là yêu mọi người, và mình hy vọng ba của mình giữ gìn sức khỏe và luôn luôn ủng hộ cho con trai. Tham gia chương trình The Next Phase Việt Nam, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc, bởi vì lần đầu tiên mình được tham gia một chương trình thực tế và cũng như là được trải nghiệm một sân chơi mới. Bên cạnh đó, mình còn tìm được đam mê và phát triển ước mơ trở thành người mẫu của mình. Sau khi mình trải qua rất nhiều thử thách
Mình cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều so với mình của những ngày bình thường. Và không những vượt qua những thử thách mà mình còn vượt qua được sức khỏe của bản thân mình để chinh phục ước mơ cũng như là con đường tìm kiếm quán quân The Next Phase. Chính vì thế, Hạ Phạm cùng với team Lương Thị Linh sẽ quét sạch đêm chung kết The Next Phase Việt Nam 2021. Hãy đón xem nhé! Sắm gì cứ Tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt Tiki ngay. Như vậy, top 4 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài tại đêm chung kết của The Next Phase Việt Nam mùa đầu tiên đã chính thức lộ diện. Thế Duy xin ra Phạm đến từ đội huấn luyện viên TD, Stephen Nguyễn đến từ đội huấn luyện viên Hoàng Nhi và Y Hạ đến từ đội huấn luyện viên Lương Thủy Linh. Không dừng lại ở đó, đêm chung kết còn chào đón sự trở lại của một gương mặt tham gia tranh tài. Tấm vé đặc biệt duy nhất sẽ được trao cho một thí sinh đã bị loại, nhận được sự yêu thích từ phía khán giả thông qua việc bình chọn trên trang Facebook chính thức của chương trình. Hãy tham gia bình chọn để đưa thí sinh bạn yêu thích nhất quay trở lại đường đua. Đón xem đêm chung kết của The Next Phase Việt Nam 2021 được livestream trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2021 trên fanpage chính thức của chương trình. Who wanna be the next face Vietnam? I wanna be the next face Vietnam. Đừng quên comment ngay bộ hashtag của chương trình để nhận được coupon 3.000 đồng đến từ Tiki trong thời gian livestream các tập phát sóng. Khán giả tham gia dự đoán quán quân The Next Phase Việt Nam 2021 sẽ có cơ hội nhận được những coupon giá trị đến từ công ty cổ phần Tiki, bao gồm hàng ngàn coupon 100.000 đồng cho đơn hàng bất kỳ trên Tiki. Không giới hạn giá trị đơn hàng, ngành hàng. Đặc biệt, một khán giả may mắn có dự đoán chính xác sẽ nhận được coupon trị giá 10 triệu đồng. Chọn một trong ba cách sau để tham gia dự đoán. Cách 1, bình luận chữ bình chọn trên các bài viết của Facebook fanpage The Next Phase Việt Nam. Cách 2, vào cửa sổ tin nhắn và nhấn bình chọn. Cách 3, quét mã QR code để đến mục dự đoán. Cổng dự đoán hàng tuần sẽ được mở vào cuối livestream mỗi tập đến 18 giờ chủ nhật tuần kế tiếp. Ú là trời, phân biệt hàng thật hàng giả. Sao mà nó khó? Trong cái khó, có Tiki, cam kết chính hãng 100%. Tiki 12 tháng 12, sale note chốt nằm, đặt Tiki ngay. Cố chị. Sang sale, sao mà nó khó? Trong cái khó, có Tiki, sale sập sàn đến 100%, săn cực dễ. Tiki 12 tháng 12, sale note chốt nằm, đặt Tiki ngay. Sắm gì cứ Tiki, luôn chính hãng và giao nhanh, đặt Tiki ngay.